À, có em nào đọc rồi thế thì giải thử đi. À, làm sao nếu mà ra được năm chẩn đoán thì là giỏi rồi đó. Có thể là các em chưa đủ năm nhưng mà ra được một hai chẩn đoán thì cũng cứ đọc lên rồi cô sẽ giải chung cho cả nhóm chúng ta. Có bạn nào giải chưa? Được chẩn đoán gì trước tiên? Em thấy nhịp này là nhịp son trục lật trái, có block cánh phải hoàn toàn, có Đúng. lớn phải, Đúng. có khả năng lớn cánh trái, và em thấy em tính theo cái tiêu chuẩn thang điểm S S test được khoảng 4 điểm. Đúng. Vậy là được 9 trên 10 rồi đó. Đầu tiên vô thì giống như các em nói ha. Chúng ta sẽ nhìn D1 và AVF. Thì D1 là dương, gần như tuyệt đối, AVF âm tuyệt đối. Như vậy đây không phải là trục trái mà là trục quá trái. Các em sẽ thấy là trục quá trái, tức là nó khoảng trừ 45 độ. Tại vì cả cái phần dương này nó bằng với cả cái phần âm bên đây. Mà trừ 45 độ quá trái thì chẩn đoán mà chúng ta phải nghĩ ngay tới đó là block phân nhánh trái trước trên. Đó là chẩn đoán đầu á. Ha, em nhắc lại nha. Khi mà trục quá trái, trừ 45 độ giống như đây, trừ 30 độ trở lên thôi là đã tính quá trái rồi. Ở đây tới trừ 45 độ do pha dương D1 bằng pha âm của AVF. Quá trái thì chỉ có một chẩn đoán duy nhất thôi là block phân nhánh trái trước trên. Và khi đã có block một nhánh thì bắt buộc chúng ta phải đi tìm những cái nhánh còn lại. Và các em sẽ nhìn vào chuyển đạo V1. Hồi nãy đây là mình nhìn chuyển đạo trước ngoại biên, bây giờ mình sẽ nhìn chuyển đạo trước ngực. Thì nhìn vào chuyển đạo trước ngực, cái đập vô mắt chúng ta V1, V2 các chuyển đạo ngực phải là hình ảnh của block nhánh phải 3 pha, pha dương, pha âm và pha dương. Và khi có block nhánh phải cộng với lại block phân nhánh trái trước trên thì cái chẩn đoán tiếp theo của mình sẽ là block hai nhánh. Đó là vừa có một đại diện của nhánh phải, vừa có một đại diện của nhánh trái. Như vậy chẩn đoán tiếp theo là block hai nhánh. Bên cạnh đó, trình tự các bước khi đọc block nhánh phải. Bước thứ nhất, block nhánh phải này hoàn toàn hay không? Thì các em thấy thời gian QSD 1 ô nhỏ xíu, 2, 3 ô, 4 ô nhỏ. 2 và đây nó là 3, bao nhỏ xíu 12% giây. Như vậy đây là block nhánh phải hoàn toàn. Bước thứ hai là có thay đổi SCT thứ phát hay không? Trong lớn thấp và trong block nhánh luôn luôn phải có thay đổi SCT thứ phát. Như vậy thì SCT nó phải ngược chiều với pha cuối phức bộ QRS. Ở đây các em lại thấy sao ha? Pha cuối cùng chiều phức bộ QRS. Ở đây cũng vậy, pha cuối dương, pha này cũng dương. Tức là sóng T cùng chiều pha cuối phức bộ QRS là dương. Và như vậy thì đây là T nguyên phát, không có thay đổi CT thứ phát mà T nguyên phát. Và bên các em có nghe rõ không? Cô thấy mic, coi bạn nào đang mở mic. Và khi có thay đổi CT thứ phát, nguyên phát như vậy thì chắc chắn phải có một vấn đề gì đó của cơ tim. Rồi, như vậy thì như các bước thứ nhất của block nhánh phải là hoàn toàn. Bước thứ hai là thay đổi SCT nguyên phát. Bước thứ ba là có chỉ điểm của lớn thất phải không? Ở đây, chỉ điểm lớn thất phải là sao ha? Cái pha R phải đây mà hơn 10. Ở đây các bạn thấy R phải là hơn 10 rồi. Nó lên từ đây tới đây là nó làm 11 rồi. Như vậy thì có lớn thất phải kèm theo. Bước thứ tư, có lớn thất trái kèm theo hay không? Hồi nãy á, bạn vừa mới đọc lớn thất trái là theo tiêu chuẩn chẩn đoán SS. Như vậy thì nó mất lâu lắm, mất thời gian mình lắm. Ở đây có một yếu tố khác, khi có ba pha hai pha dương kẹp giữa pha âm thì các em chỉ cần coi pha âm này sâu hơn 5 ly là sâu rồi, và cái pha âm này cộng với lại pha dương ở bên 5 ly 6, các bạn thấy đây 5, 10, 15, 20, hơn 25 ly. Như vậy là có lớn thất trái kẹp theo. Nhắc lại ha, lớn thất phải là khi R phải hơn 10 ly, lớn thất trái là khi cái sóng ớt sâu ở bên 1 và gọi là sâu, tức là hơn 5 ly. Và cái S này cộng với lại R của V5, V6 hơn 25. Như vậy thì mình có lớn thấp trái kèm theo. Rồi, hồi nãy mình có ghi nhớ là thay đổi CT nguyên phát. Đó là cùng chiều pha cuối phức bộ S là có vấn đề cơ tim. Mà trên người có block nhánh tùm lum gì hết, block hai nhánh nữa.
rồi vài có lớn hay thấp nữa, thành ra mình phải đi tìm coi có chỉ điểm của thiếu máu cơ tim hay không. Và như vậy thì ở ngoại biên mình sẽ coi từ ngoại biên trước, các bạn sẽ coi ở CT. Ở D1 các bạn thấy T làm sao nè, sống T làm sao, dẹt tiêu chuẩn dẹt là sao, dưới 1/10 biên độ của R. Ở đây là hơn, ở đây tới 14 ly rồi, mà cái này mới 1 ly à. Mình làm chiều cao ô sóng T nhô lên với một ô nhỏ à, dưới 1/10 sóng R. Nhưng mà một mình D1 không chưa đủ ý nghĩa, hàng xóm của nó, tại vì mình biết là thiếu máu cơ tim làm như một cái mảng cơ tim chứ không phải một chấm một điểm. Do đó khi mà tìm những hình ảnh thiếu máu cơ tim là phải trong hàng xóm với nó. Hàng xóm với D1 sẽ là chuyển đạo AVL. Các em nhớ là trong cái vòng tròn lục trục ba lây, D1 nó chiếu về 0 giờ, AVL chiếu về hướng, D1 chiếu về hướng 3 giờ, AVL chiếu về hướng khoảng 2 giờ. Như vậy hàng xóm D1 là AVL cũng có T dẹt. Ở các chuyển đạo trước ngực thì tụi em biết là bình thường cái bên ngực trái là V5, V6, biên độ các sóng phải cao, là QS cao và T cao so với bên phải. Mà bây giờ ở đây các em sẽ thấy T, V1 thì dương, trong khi T, V6 thì âm. Như vậy đây là một chỉ điểm nữa của thiếu máu cơ tim. Giờ ở ngoài biên mình có tê dẹt D1 và AVL của tim trái thiếu máu. Ở phía trước ngực thì mình có TV6 là nhỏ hơn TV1 cũng thiếu máu cơ tim bên trái. Như vậy thì ca này mình sẽ có chẩn đoán thứ nhất lớn thất phải, thứ hai lớn thất trái, thứ ba block phân nhánh trái trước trên, thứ tư là block nhánh phải, thứ năm là block hai nhánh, và thứ sáu là thiếu máu cơ tim. Các em lưu ý nha, cái tên chương trình của mình bây giờ đang vô cái loạt bài thực hành tổng hợp, tức là trên cùng một điện tâm đồ nó sẽ có nhiều bất thường cùng một lượt. Thí dụ như ca này vừa có bệnh lý mạch vành, vừa có vấn đề lớn các buồng thoát và vừa có rối loạn dẫn truyền. Khi thi cũng vậy á, chứ không có cho một cái đơn giản đâu ha. Nếu không có gì thắc mắc thì mình sang ca số 2, các em có theo kịp chăng? Chúng ta sang ca số 2. Ở đây các bạn chẩn đoán được mấy rồi nè? Có được chẩn đoán nào chăng? Cái đọc cho mắt chúng ta, các bạn luôn luôn phải theo thứ tự có ngoại biên rồi tới trước ngực. Và người ta sẽ coi ba bước, hình ảnh, thời gian và biên độ. Về hình ảnh có gì lạ? Hình ảnh, thời gian và biên độ đảo từ D1 tới D2. Cái đập vô mắt chúng ta sẽ là quy hoại tử. Hôm trước có dặn rồi á, đó là để học cái loạt bài thực hành tổng hợp này, các bạn nên in ra sẵn trên một tờ A4 để mà bữa nay thì mình sẽ dễ nốt. Ví dụ khi mà tôi nói tới cái quy hoại tử D2 này là các bạn sẽ tô highlight vô, thì mai mốt mình đọc nó sẽ dễ nhớ hơn. Mà nếu quy hoại tử một mình D2 thì chưa có đủ ý nghĩa chẩn đoán. Hàng xóm với D2 sẽ là có quy hoại tử D3 và AVS. Như vậy chẩn đoán đầu tiên của mình sẽ là một cái nhồi máu cơ tim thành dưới. Giai đoạn nào các bạn? ST đã đẳng điện rồi, T dương rồi, như vậy đây là nhồi máu cơ tim cũ. Và như vậy thì cái bước tiếp theo, riêng với nhồi máu cơ tim thành dưới thì bắt buộc bước tiếp theo là các bạn phải đọc có nhồi máu sau thực và có nhồi máu thất phải hay không. Nhồi máu sau thực và nhồi máu thất phải, chỉ điểm của nó đều là nhìn vào chuyển đạo V1 và V2. Nếu mà ở phía sau thực mặt sau tim mà bị nhồi máu, nó sẽ thể hiện quy hoại tử ở V7, V8 là sóng âm, thì đối xứng với nó ở phía trước, soi gương nó phía trước sẽ là sóng dương ở V1 và V2. Bình thường các bạn biết ở người trưởng thành, ở người lớn thì ở V1, V2 là sóng âm ưu thế, mà bây giờ đã sóng dương ưu thế. Dương ưu thế V1, V2 chứng tỏ phía sau lưng đối xứng soi gương là sóng âm và là quy hoại tử ở V7, V8. Như vậy nội cái chỗ này thôi là chỉ điểm cho mình có nhồi máu cơ tim sau thực và bắt buộc các bạn phải ra y lệnh đo V7, V8, V9. Một cái vấn đề tiếp theo nữa là khi có nhồi máu thành dưới là động mạch vành phải,
Do đó mình không bỏ qua được tác động mạch vành phải, nhồi máu thấp phải cũng nhìn vào chuyển đạo V1, V2 và nó sẽ thể hiện bằng gì? Đây là hai hàng xóm với nhau, do đó lúc nào nó cũng phải tương đương nhau, hình ảnh giống giống nhau. Nếu mà các bạn thấy SC trên lên V1 và trên xuống V2 thì coi chừng cái nó chỉ điểm cho nhồi máu thấp phải và bắt buộc phải đo những chuyển đạo cực phải, tức là đo từ V3R tới V6R. Các em lưu ý ha, khi nó chuyển đạo ngực phải, tức là mình nói V1, V2, nhưng các cái chuyển đạo cực phải, quá phải, extra bên phải, tức là V3R tới V6R. Ở đây là chúng ta thấy V1 và V2 không có ngược chiều nhau, tức là SC nó cùng đẳng điện hay là hơi trên lên thôi. Còn nếu mà SC trên lên V1, trên xuống V2 thì cái đó là chỉ điểm coi chừng có nhồi máu thấp phải, phải đo các chuyển đạo V3R tới V6R. Bên cạnh đó, chúng ta biết cái quy tắc á, là ở các chuyển đạo trước ngực, R sẽ cao dần lên tới V5 rồi thấp xuống ở V6. Ở đây các bạn lại thấy nha, nó cao V2, cao lên V3, tự nhiên thấp xuống V4, thấp xuống V5. Và từ V3, V5 này người ta gọi là hình ảnh cắt cột R của nhồi máu cơ tim thành trước tới V6 mất luôn. Do đó các bạn kéo một mũi tên từ đây xuống đây là cắt cột R, sóng R thấp dần đi của nhồi máu cơ tim. Tới V6 mà các bạn thấy là âm tuyệt đối, chính là sóng cơ hoại tử, chứng tỏ là V7, V8 nó cũng cơ hoại tử, chứng tỏ là có nhồi máu cơ tim sao thật và thể hiện đối xứng sau gương qua phía bên đây, tức là có sóng R cao. Như vậy kết quả ca này của mình là gì ha? Nhất, nhồi máu cơ tim thành dưới cũ. Bây giờ người ta sẽ không dùng từ đó nữa, họ sẽ gọi là sau nhồi máu cắt. Rồi cái thứ hai là có nhồi máu cơ tim sau thực, đó là chẩn đoán. Chúng ta sang tiếp điện tâm đồ số 3. Tương tự cũng hình ảnh, thời gian và biên độ. Nhìn vô hình ảnh thì ở các chuyển đạo trước ngực, các bạn sẽ thấy ở V2, ồ cái này sẽ nó hơi là lại xuống, giống như BR chê xuống. Coi tiếp hàng sớm của nó, D3 có tí xíu cái kêu hoại tử, ABF tí xíu kêu hoại tử. Mình nhớ lại tiêu chuẩn kêu hoại tử, tức là nó phải mập hơn một ô nhỏ và phải sâu hơn 4 hay là 5 ô nhỏ. Nhưng mà lưu ý nha, trong nhồi máu thành dưới có khi không đạt được yêu cầu đó đâu. Các bạn chỉ thấy hơi một cái khuya GG như vậy thôi. Nhưng mà chỉ điểm khác ở đây là gì? ST trên lên, ST trên đường nẵng điện ở V2, V3 và ABF. Các bạn thấy đường nẵng điện lấy bờ trên nha. Khi tính là bờ trên của cái sóng thì đường nẵng điện ở đây là BR. Đường nẵng điện ở đây như vậy nó hơn 1 ly rồi. Vậy đây là có một cái nhồi máu cơ tim thành dưới và T là dương, giờ đây đây cũng là đặc cũ. Mình cũng lưu ý giống như hồi nãy, cái nhồi máu thành dưới thì lại phải coi V1, V2 coi có chỉ điểm thất phải và sau thực không. Không, không có chỉ điểm sau thực đây tại vì không có R cao. Mà không có chỉ điểm nhồi máu thất phải tại vì ở đây cả hai cái ST cùng trên lên. Nhưng lại có cái vấn đề gì khác. Các bạn thấy SQ hoại tử ở V1, V2 kéo xuống V3 luôn và ST trên dài xuống tất cả các chuyển đạo trước ngực từ V1 tới V6. Như vậy đây là một cái nhồi máu cơ tim thành dưới, thành trước và cấp tính. Ở đây là nhồi máu cơ tim cũ của động mạch vành phải và ở phía dưới này là nhồi máu cơ tim cấp của thành trước là tắc động mạch vành trái. Thì đây là mình biết ra này là tiên lượng nặng rồi đó. Chúng ta sang tiếp điện tâm đồ số 4. Là ở cái chuyển đạo ngoài biên có gì đập vô mắt mình không? Đây, sóng B. Các bạn lại thấy sóng B nó cao nhỏ và lấy bờ trên đường nẵng điện nha, phóng to lên 1, 2, 3 ô. Như vậy thì đây là lớn nhĩ phải và B cao nhỏ này D2, D3, hàng xóm với nó là ABF. Như vậy cảnh báo đầu tiên của mình là lớn nhĩ phải thì bắt buộc phải đi tìm bước thứ hai là có lớn thất phải kèm theo hay không. Nói tới lớn thất phải, chữ phải là chữ right. Như vậy bắt buộc phải nhìn vào chuyển đạo R là của right. Bình thường R là tất cả các sóng phải âm. Bây giờ các bạn thấy xuất hiện con sóng dương
QR có R dương. Như vậy chỉ điểm thứ nhất là dày vùng đáy của thất phải. Các bạn nhớ chuyển đạo ABR là nó hướng về cái khoảng 11 giờ. Thì đây là nói lên cái vùng đáy của thất phải. Tiếp theo, nói về lớn thất phải là cái nhìn vào chuyển đạo V1, V2 là bên phải. Thì các bạn cũng thấy đây xuất hiện sóng dương ở V1 và ba pha dương ở V2. Như vậy thì ở đây lại là vùng thành tự do của thất phải. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm tiếp vùng còn lại là vùng gì ha? Vùng đáy rồi, vùng thành tự do rồi, vùng còn lại là vùng vách liên thất. Thì chúng ta nhớ là vách liên thất là nó đi theo từ trên xuống dưới, dẫn truyền điện trong vách liên thất là từ trên xuống dưới, thì nó sẽ kéo theo SV trên xuống dưới ở những chuyển đầu bên dưới là D2, D3 và ABF. Đây, D2, D3 và ABF, SV đều trên xuống dưới hết. Như vậy thì đây là có dày ba vùng của thất phải. Bước tiếp theo là cái dày này á, có tăng áp động mạch phổi, chưa có giãn kèm theo hay không? Thì chúng ta thấy là không có hình ảnh trục lệch phải. Tại vì nếu mà giãn thì cái nhất là trục lệch phải. Thì đây D1 triệt tiêu, ABF dương, như vậy trục lên khoảng 90 độ không có lệch phải. Rồi cái thứ hai là có giảm block nhánh phải. Thì đây cũng không có, phải vừa trục lệch phải, tức là bung cái thành bên ra, rồi vừa có block nhánh phải, tức là bung cái thành vách liên thất ra, hai bên cùng bung ra thì nó mới là giãn của thất. Thì đây không có, chỉ có được một cái là giãn vấp nhánh phải thôi, còn không có trục lệch phải, như vậy không có giãn thất phải. Bước tiếp theo là có tăng áp phổi chưa, thì đây SC chưa có trên xuống, thành ra là không có tăng áp phổi. Thì đó là những bước lọc ha, để các bạn sau này cứ nhớ, à hôm bữa mình học các tiêu chuẩn của lớn thất phải nhiều quá, mỗi vùng mới nhiều tiêu chuẩn quá, ở đây chúng ta chỉ cần tìm một cái mấu chốt mà thôi, giống như tôi đã trình bày. Chẩn đoán thứ nhất, lớn nghĩ phải, phải đi tìm có phân lớn thất phải không, là chữ phải tìm R, à đây có, như vậy đây là của vùng đáy, rồi cũng của bên phải thì phải nhìn chuyển đạo ngược phải là V1, V2, đây thể hiện sóng dương là có vùng thành tự do. Như vậy cái vùng thứ ba là vùng vách liên thất, vùng vách liên thất là vùng dẫn truyền điện, như vậy thì đi từ trên xuống dưới và xuống dưới chân là hướng về D2, D3, ABF thì nó phải kéo theo SD trên xuống D2, D3, ABF. Và khi đã có lớn thất phải là dày ra vùng rồi thì bước thứ hai đọc có giảm, rồi bước thứ ba là đọc coi có tăng áp phổi hay không. Đó là các bước mà chúng ta sẽ cùng thực hiện trên điện tâm đồ này. Sang điện tâm đồ số 5. Điện tâm đồ này chúng tôi không cần phóng rõ những cái ô nhỏ để cho các bạn dễ nhìn cái tổng thể. Các bạn ở đây đọc được cái gì ha? Liếc nhìn từ các chuyển đạo ngoại biên, các chuyển đạo ngoại biên, liếc vô cái. Hồi nãy tôi nói rồi, luôn luôn đợi hình ảnh, thời gian và biên độ. Có cái gì lạ không trong các chuyển đạo ngoại biên này? Hình ảnh có gì bất thường không? Thời gian tức là nó có giãn rộng ra mặt hay không? Biên độ tức là nó cao hay nó lùn hay không? Ở đây các bạn sẽ thấy là biên độ khá sống. Mỗi cái phước một VS không quá 5 ô nhỏ xíu. D1, D2, D3 mỗi cái đều cao không quá 5 ô nhỏ xíu. Và tổng 3 cái này lại chưa quá 15 ly. Như vậy chẩn đoán đầu tiên của mình là biên độ điện thế thấp. Mà khi điện thế thấp thì các bạn sẽ đi từ ngoài thành ngực vào. Thứ nhất, coi chừng thành ngực dày quá không? Vô tiếp cái thứ hai, sau cái thành ngực là coi chừng tràn khí, tràn dịch màng phổi hay khí huyết thủng hay là siêu BD không? Rồi vô tiếp cái câu thứ ba là tim. Nhưng mà ngoài cùng có cái tim được bọc bởi khoang nội tim thì coi có phải tràn dịch màng tim không? Rồi mới vô tới tiếp cái lớp cơ tim thì coi chừng là suy tim hay không? Thì tất cả những cái chẩn đoán đó là để cho cái người lâm sàng và chẩn đoán. Còn trên người điện tâm đồ này thì các bạn chỉ cần ghi là điện thế ngoại biên thấp. Sang tới các chuyển đạo phía trước ngực thì cái đập vô mắt chúng ta là gì nữa? Từ V1 thì chưa thấy gì, nhưng ở V2, V3, V4, V5, V6 thì các bạn lại thấy là ST trên lên. Đây ST trên lên V2, V3, V4. Trên lên lưu ý hơn 1 ly ở ngoại biên và hơn 2 ly ở chuyển đạo trước ngực thì mới có ý nghĩa chẩn đoán. Như vậy đây là các bạn thấy trên hơn 2 ly rồi, từ V2 cho tới V5 luôn. Thì đây là một cái hình ảnh ST trên lên của thiếu máu cơ tim và mình sẽ phân biệt với một cái nhồi máu cơ tim cấp. Khi ST trên lên mà lan tỏa và trên lên nhiều như vậy, ở nhiều chuyển đạo và nhiều biên độ như vậy thì coi chừng đây là một cái nhồi máu cơ tim cấp mà thể chưa có sóng cơ.
Hồi xưa đó thì người ta sẽ chia ra là nhồi máu cơ tim có và không sống cơ. Nhưng ngày nay á, thì người ta chia là nhồi máu cơ tim có và không estrogen lên. Nhưng mà khi mà đã thấy estrogen lên lan tỏa nhiều chuyển đạo và nhiều, tới là hơn 2 ly như vậy, thì bắt buộc là phải theo dõi một cái nhồi máu cơ tim cấp có estrogen lên. Từ đó chúng ta phải lưu ý, à cái đó là giao cho người lâm sàng. Còn trên đây các bạn chỉ đề ghi là theo dõi thôi. Người lâm sàng sẽ cho làm men tim hay là làm thêm những cái vấn đề khác để xác minh chẩn đoán có một cái nhồi máu cơ tim hay không. Điểm tim số 6. Không biết là cái điểm tim này bạn nào mà đọc được, tức là có thể tốt nghiệp luôn được rồi đó. Ở đây các bạn lưu ý nha, D1, D2, D3, RLF đây. Có chẩn đoán gì không các em? Các em đọc được ở đây là gì nè? Điện tâm đồ số 6. Đọc được là giỏi đó. Hai chẩn đoán thôi. Xuất sắc, xuất sắc. Và mới được 5 điểm mà thêm cái nữa đi là trọn 10 điểm luôn. Nhận diện được QT dài là giỏi lắm rồi đó. Tại vì đó là cái chẩn đoán mà các em hay sót. Trong tất cả những cái kỳ thi chẩn đoán này luôn luôn là các em không nhận diện được ra. À, thường là khi mà giải như vậy thì những cái nào các em hay sót thì tôi đừng nhấn mạnh tới luôn nhé. Thì cái kỳ thi đó các em không vướng, những cái đó các em lại vướng rớt ở những cái điểm khác. À, cái đập cho mắt chúng ta là các bạn sẽ rút kinh nghiệm nha. Luôn luôn tìm cái chân của súng T. À, chân của sóng T á, là à, so với lại cái khoảng RR nó luôn luôn phải ngắn hơn phần nửa của khoảng RR. Còn đây các bạn thấy chân sóng T mà nó bằng hay là dài hơn phần nửa RR rồi, đây là QT dài. Và khi QT dài thì nó có ba những cái tình huống, thiêu hạ kali, hạ canxi hay là suy tim. Thì chúng ta vai trò của người đọc điện tâm đồ chỉ nói là QT dài thôi. Còn người lâm sàng họ sẽ cho làm thêm điện tâm đồ hay cho làm thêm về siêu âm tim, thì cái đó là nhiệm vụ của họ. Nhưng mà nếu các QT dài không thì đâu đủ để gọi là thực hành tổng hợp. Tổng hợp là nhiều mà. À, như vậy thì các bạn phải lưu ý nữa, cũng sống T. À, các em lưu ý là ngó TD1. Và khi mà đã nói TD1 thì luôn luôn phải coi hàng xóm của nó là AVL. TD1 còn thấy được, ABL thì các sóng nó thấp hết rồi, không nói gì được. Thì bây giờ mình sẽ so với TD3. D1 thuộc tim trái là sóng T nó phải cao hơn bên tim trái là D3. Ở đây các bạn nhìn thấy như sao? TD1 này nó thấp như vậy nè, trong khi TD3 thì cao. Như vậy thì T1 nhỏ hơn TD3 một chỉ điểm nữa của thiếu máu cơ tim. Đó, chỉ còn có hai chẩn đoán thôi, QT dài và thiếu máu cơ tim gợi ý nha. Chứ cái này là chưa chắc chắn gì, nhưng họ phải làm thêm những cái yếu tố khác. Thì gợi ý, các bạn sẽ đề là theo dõi thiếu máu cơ tim dựa vào T1 la mã nhỏ hơn 3 la mã. Khi mình đề 1 la mã và 3 la mã thì ta hiểu là D á, D1, D2, D3. Còn các bạn mà ghi số thường rồi nè, mà 1, 2, 3, 4, 5 gì nè, thì ta hiểu là chuyển đạo V. Sang điểm tâm đồ số 7. Điểm tâm đồ này để tôi coi coi có mấy chẩn đoán nè. Và các bạn mà đọc được đó thì là siêu rồi đó, là siêu đẳng luôn á. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 chẩn đoán. 9 chẩn đoán. À, các bạn sẽ rút kinh nghiệm cái điện tâm đồ đầu tiên hồi nãy mà tôi phân tích để cho ra các chẩn đoán. Trột, 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 trột đâu nè. D1 dương, ABS âm, như vậy là trục quá trái. Thì nghĩ tới liền block phân nhánh trái trước trên, nó chỉ có một chẩn đoán thôi hà, khỏi phải suy nghĩ mất công. Block phân nhánh trái trước trên. Và khi đã có block phân nhánh trái trước trên thì mình phải đi tìm tiếp nhánh nào nữa, bên trái bị rồi, bây giờ mình sẽ tìm bên phải. Bằng cách nhìn về chuyển động ngược phải, đây D1, D2 các bạn thấy nè, đây hình ảnh QR. Ở đây có tí xíu R lớn dưới, ở đây R, ở đây lại là có R nè, QR. Hình ảnh có block nhánh phải kèm theo. Rồi, như vậy là block hai nhánh. Nhưng cảnh giác, bây giờ mình tiến xa hơn nữa, mình rút kinh nghiệm thêm cái nữa. Khi nhánh phải đã bị, nhánh trái đã bị thì coi chừng cái cuốn của nó.
là bị. Mà cái cuốn mà bị thì coi chừng nó sẽ gây block nhĩ thất. Chừng mà chúng ta tìm block nhĩ thất thì các bạn nhìn vô đây đi, từ đầu B cho tới đầu phước bộ QRS thì đây là các bạn thấy dài hơn 5 ô nhỏ. Ở đây là đã 1, 2, 3, 3 với 4 là 7, tới 7 ô nhỏ. Như vậy thì có block nhĩ thất độ 1 kèm theo. Block nhĩ thất độ 1, các bạn nhìn xuống V2 đây cũng vậy. Từ đầu B cho tới đầu phước bộ QS, block chẩn đoán tiếp theo là block nhĩ thất độ 1. Khi đã có block nhánh phải, rồi có block nhĩ thất độ 1, rồi có block phân nhánh trái trước trên, thì người ta sẽ chẩn đoán tiếp là block 3 phân nhánh. Tại vì độ 1 mà nó bị, tức là cái phân nhánh trái sau dưới nó không hiện ra, nó đang bị ẩn rồi, chứng tỏ nó vẫn bị tắc luôn. Do đó mình sẽ chẩn đoán đây là block 3 phân nhánh. Hồi nãy tôi có nói ha, khi có block nhánh phải thì các bước đọc tiếp theo, thứ nhất hoàn toàn hay không hoàn toàn, ở đây có block nhánh phải hoàn toàn. Thứ hai có thay đổi CT nguyên phát không, này khác với cái điện tâm đồ số 1 nãy, đây là SC trên xuống T âm, như vậy đây là thay đổi SCT thứ phát. Rồi thứ ba là coi có chỉ điểm của lớn thấp phải không các bạn. Ở đây R chỗ này trước có tí xíu là có một ôm, R sau hơn 10 ly. Như vậy có chỉ điểm lớn thấp phải kèm theo. Thứ tư có chỉ điểm lớn thấp trái không? Các em xem nha. Ở sau ở V1 và bên đây nè có một cái dấu hiệu gì nè để nó lên lớn thấp trái. Mình nói rồi, luôn luôn là RK dần lên tới V5 rồi thấp xuống V6. Mà ở đây RV5 dày, RV6 còn cao hơn, V7 còn cao hơn nữa. Chứng tỏ là chỉ điểm lớn thấp trái dựa vào V6, V7 lớn hơn V5. Các bạn mở lại trong các bài các tiêu chuẩn của lớn thấp trái, tôi có nói này, RV6 lớn hơn RV5 là lớn thấp trái. Mà khi đã có lớn thấp phải, lớn thấp trái thì cái bước phân tiếp theo nữa có lớn nhỉ hay không? Nói tới nhỉ là các bạn phải nhìn vào BD2. Thì đây BD2, mình thấy nó chưa cao mà cũng chưa mập. Như vậy thì ngó tiếp BV1. BV1 ở đây các bạn thấy 1, 2, hơn 2 ô rưỡi chưa? Lớn nhỉ phải kèm theo. Và cái pha âm này, cái pha âm này các bạn thấy sâu tới 3 ly. Như vậy có lớn nhỉ trái kèm theo. Có lớn hay nhỉ? Có lớn hay thấp? Có block độ, có block 3 nhánh luôn. Thì phải coi chừng nó, cái này là già lắm rồi, lớn tuổi rồi đó, thì đừng bỏ sót cái thiếu máu cơ tim. Nói tới thiếu máu cơ tim thì bây giờ lại coi SCT và bắt buộc từ ngoại biên tới trước ngực. Hồi nãy nhắc rồi ha, mày coi liền TD1 so với lại T nào nữa nè, TD3. Bây giờ các bạn thấy TD1 của tim trái là nó còn thấp hơn TD3 tim phải, vậy đây chỉ điểm của thiếu máu cơ tim kèm theo. Có thiếu máu cơ tim kèm theo, đó là chưa kể các bạn sẽ thấy T ở các chuyển đạo bên V6, V7, T cân. Bình thường là T lên lại xuống dốc, còn đây T cân lại một chỉ điểm nữa của thiếu máu cơ tim. Rồi đó là đủ hết các chẩn đoán của ca này á, chính chẩn đoán á. Dễ hay khó nghe em? Nha nha, nhắm lên đó mà cho thi này thì đọc đủ hết được chính chẩn đoán đâu không nha. Mình thi trắc nghiệm hay là tự luận hay không? Mà có câu là trắc nghiệm, có câu là điền vào chỗ trống, đó là điền khuyết á, rồi các bạn điền chẩn đoán vô. Thì có thể là tôi đã đề là block nhánh phải và một bệnh bất thường gì kèm theo, thì các bạn sẽ chờ, tức là đã xác định block nhánh phải rồi thì cái đó là nó gợi mở rồi đó. Và nãy giờ đã nói rồi, có block nhánh phải thì kèm bất thường gì kèm theo là SCT nguyên phát, hay có chỉ điểm lớn thấp phải, có chỉ điểm lớn thấp trái không? Dễ rồi phải không? Tức là có cái thì điền khuyết và có cái thì sẽ cho chọn ABC. Rồi, trên điện tim số 8. Cái này có 3 chẩn đoán. Thật ra là 4. 4 chẩn đoán. Bạn nhìn hồi nãy thấy nhắc rồi, hình ảnh, thời gian, biên độ. Như vậy thì ngay từ những cái chuyển đạo ngoài biên, hình ảnh thì mình thấy có gì lạ nè. QRS1 rất là mập, rồi hàng xóm của nó ABL cũng rất là mập, giãn rộng, sóng QRS đã chuyển chuyển đạo bên trái, ngó qua phía trước ngực đi cũng vậy, V6 rất mập. Đây là chẩn đoán thứ nhất, block nhánh trái. Và bước thứ hai, block nhánh trái này hoàn toàn
tại vì nó hơn 12% dày. Rồi góc lắp nhánh trái thì bước thứ ba là tìm chỉ điểm của nhồi máu cơ tim. Hồi nãy là chúng ta đã làm quen với các bước khi phân tích lắp nhánh phải, bây giờ sang các bước khi phân tích lắp nhánh trái. Thì thứ nhất là coi có lắp nhánh trái hoàn toàn hay không hoàn toàn, thì đây các bạn thấy rộng hơn 12% dây rồi. Bước thứ hai khác nha, không có giống như lắp nhánh phải đâu, bây giờ có khác đó, là có chỉ điểm nhồi máu cơ tim hay không, bằng cách các bạn sẽ nhìn vào cái chuyển động ngực phải. Đây là có cái khớp ở nhánh lên của sống ớt, cái khớp ở nhánh lên sống ớt từ V1, V2, V3, V4 đều có hết, thì đây là chỉ điểm của nhồi máu cơ tim. Và cái vấn đề thứ ba, như vậy thì bây giờ mình coi nhồi máu cơ tim ở đâu. Các bạn nhớ nhìn trước ngực, nhìn ngoại biên D2 có khuya tí xíu sang D3, cái này dư tiêu chuẩn của khi hoại tử luôn đó các bạn, tức là rộng hơn một ô nhỏ. Rồi AVS cũng vậy, như vậy đây là có một cái nhồi máu cơ tim thành dưới, SC vẫn còn trên lên trên, như vậy có thể là nhồi máu cơ tim cấp hoặc chẳng đáng phân biệt với cũ mà có phình vách thấp đó. Như vậy các bạn bây giờ sẽ rút kinh nghiệm thêm nha, khi mà thấy nó trên lên thì coi chừng đó là cấp hoặc là cũ mà có phình vách thấp, thành ra nó trên lên kéo dài. Rồi còn ở phía các chuyển đạo trước ngực thì các bạn vẫn còn thấy ST trên nhà hết. Như vậy chẩn đoán của mình cái sống khuya hoại tử này quá rộng, các bạn thấy là 1, 2, 3 ô nhỏ luôn, tức là hơn 12% dây. Và khi mà nó mập quá như vậy nè thì người ta sẽ chẩn đoán là lóc quanh ổ nhồi máu. Khuya là khuya của hoại tử, mà khuya quá mập như vậy nó hơn một ô nhỏ rồi thì đây là lóc quanh ổ nhồi máu. Như vậy chẩn đoán thứ nhất là lóc nhánh trái, thứ hai là nhồi máu cơ tim thành dưới và nhồi máu cơ tim thành trước rộng. Cái thứ tiếp theo là block quanh ổ nhồi máu. Đó là đầy đủ những cái chẩn đoán cho ca này. Sang điện tim số 9. Đây là một cái chuyển đạo D2 kéo dài thuốc từ hàng trên rồi cho tới cái hàng dưới luôn. Thì khi mà thấy D2 và thấy kéo dài thì hiểu liền người ta muốn cho mình xác định nhịp, rối loạn nhịp. Để cái sau này các bạn muốn là cần xác định rối loạn nhịp gì thì phải yêu cầu đo D2 kéo dài. Bốn chẩn đoán nha, nhìn đơn giản vậy mà tới bốn chẩn đoán á. Có gì đập vô mắt chúng ta không? Khi mà nó nói tới nhịp, như vậy thì mình phải nhìn B. Nhìn B thì các bạn đây thấy có gì bình thường không nè? Sống B này có gì lạ không? Cao 1, 2, 3 ô. Như vậy thì đầu tiên của mình đây là lớn nhĩ phải. Rồi tiếp theo sau đó, B này dẫn QRS, B này dẫn QRS tự nhiên tới này sao? Cái T này của người ta hơi khơm khơm lên thôi. T này biến dạng và nguyên tắc duy nhất B, T mà biến dạng tức là có B phẩy nằm chồng vô đó. Các bạn sẽ đánh mũi tên vô đây. Và cái này là rất dễ áp dụng từ đây về sau. Bất cứ T nào mà biến dạng là chắc chắn có B phẩy nằm chồng vô đó. Như vậy thì chỗ này là B phẩy, nó đến sớm, nó nằm trên đỉnh của sóng T, rồi sau đó dẫn xuống crest. Và như vậy nhị dạng đến sớm của sóng B thì đó là ngoại tâm thu nhỉ. Rồi cứ hai cái bình thường tới cái ngoại tâm thu. Rồi đây bình thường lại ngoại tâm thu, bình thường lại ngoại tâm thu. Rồi đây kết luận của mình là ngoại tâm thu nhĩ nhịp 3. Khi có ngoại tâm thu nhĩ, các bạn phải lưu ý đọc tiếp nữa là nó có 3 tình huống, có dẫn hay là không dẫn hay là dẫn lạc hướng, tùy nó đến sớm hay muộn quá. Và nó đây nó đến vừa phải thành ra vẫn dẫn xuống theo hình ảnh crest bình thường, dẫn xuống bình thường tạo nên phúc bộ crest bình thường. Như vậy đây là ngoại tâm thu nhĩ nhịp 3 dẫn xuống QRS bình thường. Rồi nhưng mà các bạn ngoài chẩn đoán thứ nhất là lớn nhĩ phải, chẩn đoán thứ hai là ngoại tâm thu nhĩ nhịp 3. Bây giờ ngó cái phúc bộ QRS có gì lạ không? Phúc bộ QRS có gì lạ không? Các bạn nhìn đây nè, QRS suốt luôn hết, QRS tuyệt đối. Như vậy thì phải theo dõi một cái nhồi máu cơ tim thành dưới. Coi chừng người ta giấu của mình D3, D ABF. Thành ra đây các bạn chỉ có một chuyển đạo thôi. Các bạn có quyền đề theo dõi, theo dõi nhồi máu cơ tim thành dưới dựa vô sống khuya hoại tử ở D2, D3 và ABF. Nhưng có một cái lưu ý
là cái kêu hoại tử ít khi nào mà nó sâu dữ vậy lắm các bạn. Ở đây các bạn thấy là sâu 5 ô với đây nữa là 8 ly nhỏ, ít khi nào kêu hoại tử ở D2, D3F nó sâu. Hồi nãy giờ mình thấy những cái nhồi máu cơ tim thành dưới rồi, nó sâu có 2-3 ly không à, mà bây giờ sâu nhiều như vậy thì bắt buộc một cái chẩn đoán phân biệt thứ hai phải đưa lên, đó là block phân nhánh trái trước trên. Lóc phân nhánh trái trước trên và nó sẽ tạo nên một cái hình ảnh gọi là giả nhồi máu cơ tim thành dưới. Khi lóc phân nhánh trái trước trên thì nó sẽ tạo nên kia nhỏ xíu ở D1 AVL và R nhỏ xíu ở D2 D3 AVF, thậm chí mất luôn. Và do đó ở đây các bạn có thể thấy R mất luôn, nhưng mà mình nhìn chỗ này đi, cái chỗ này giống như là có cái đỉnh R, tuy nhiên tất cả những cái còn lại không có. Thì và cái Q này quá sâu để gọi là Q hoại tử, do đó mình nên là theo dõi nhồi phân block phân nhánh trái trước trên, chẩn đoán phân biệt với là nhồi máu cơ tim của thành dưới. Rồi còn một cái tiêu chuẩn khác, một vấn đề khác, bây giờ các bạn đã coi xong B, đã coi xong QRS thì bắt buộc chúng ta phải coi xong T. Cái biên độ xong T này nó cao không các bạn ha? Mình nhìn nó là thấy nó hơi nhô nhô lên là tới nửa của một nhỏ xíu, tức là nửa ly, rất là thấp so với lại tổng biên độ của R, dưới 1/10 biên độ R thì sẽ gọi là tê dẹt của thiếu máu cơ tim. Như vậy là đủ hết các chẩn đoán. Chúng ta sẽ sang tới cái loạt bài số 2. Nếu mà có thắc mắc gì á thì các em lát nữa mình cuối buổi á, mình sẽ trả lời chung hoặc là mình sẽ gõ vào trong cái phần chat á, thì cô sẽ bấm trả lời cho các em luôn. Trường đưa ra cái hình này để các em lưu ý nha, tức là nên theo từng bước cứ từ một cái rồi xem sẽ phân tiếp những cái còn lại. Giống như nãy giờ á, là đã nhắc các em là mình phân các bước hỗn hợp lớp nhánh phải, các bước hỗn hợp lớp nhánh trái, vân vân. Có em nào mới hỏi gì cô chưa nghe được? Quá đi nhanh. Chẩn đoán là gì các em? Cái nhóm điểm tâm đồ số 2. Anh thưa cô là điểm tâm đồ này là nhịp thôi. Nhịp gì nè? Xem kỹ lại nha, nhịp gì? Không phải nhịp xoang đâu. Bị 7 vậy đó nha. Anh cô là cái PQ nó hơi ngắn. Cái này là trục trung gian ạ, có sóng quy hoại tử ở D2 D3 AVF và ST chênh lên ở D2 D3 AVF ạ. Theo dõi cái nhồi máu cơ tim thành dưới ưu thế phải ạ. Đúng. Chẩn đoán thứ nhất. Còn chẩn đoán thứ hai. Ba chẩn đoán đó nha. Hồi nãy cô có nhắc rồi nè, khi mà đã nhìn vô thấy có kêu hoại tử D2, D3. Dạ, cái hội chứng kích thích sớm nữa con. Rồi, đó là cái vấn đề mà chúng ta sẽ rút kinh nghiệm từ cái điện tâm đồ này á. Kêu hoại tử D2, D3, AVF là bắt buộc phải nghĩ tới một cái nhồi máu cơ tim thành dưới. Và như vậy thì cái thứ hai là giai đoạn nào các em? Ở DSC còn trên lên thì có nghĩa là cách phân biệt với cũ mà có phình vách thất. Và khi đã có thành dưới thì bắt buộc phải ngó vào V1, V2 để tìm cái gì nè. Có chỉ điểm của nhồi máu sau thực và thấp phải không? Ở đây các bạn không thấy R cao V1, V2. Như vậy không nghĩ tới nhồi máu sau thực mà chúng ta lại đi tìm thấp phải. Ở đây SD V1 đẳng điện, nhưng V2 sao trên xuống, V3 trên xuống. V2, V3 trên xuống thì V1, V2, V2 nó phải giống nhau. Trong khi V1 ở đây đẳng điện. Như vậy đây là chỉ điểm của nhồi máu cơ tim thất phải kèm theo. Hồi nãy nó gọi V1, V2, SD không giống nhau. Hoặc trên lên V1, trên xuống V2, ở đây nó không trên lên rõ mà nó đẳng điện. Thì cũng đã gợi ý cho mình là một cái nhồi máu cơ tim thất phải. Và hồi nãy có bạn nói là hội chứng kích thích sớm. Là chắc các em nhìn vô đây phải không? Thấy B, R sát với nhau. Rồi chỗ này giống như là dốc lên. Thì cái này rất dễ gọi là kích thích sớm là tại vì BR ngắn. Nhưng chúng ta xác định B là nhìn chuyển đạo D2. Và các bạn nhìn D2 không thấy B. Nhìn sang D3 thì thấy sao? B âm ở D3 và âm luôn ở AVF. Như vậy nhịp ở đây là chủ nhịp từ bộ nối.
Bình thường nhịp xoang thì nó đi xuống dưới nút, đi từ trên xuống dưới thì nó sẽ tạo nên bê dương. Còn bây giờ đi từ nút ngược trở lên, thành ra nó sẽ tạo bê ngược chiều bình thường. Bê âm không thay được ở D2 mà âm ở D3 AVF. Và tại vì nhịp từ bộ nối nó xuống dưới thấp nó sẽ rất ngắn hơn là từ xoang xuống thấp, thành ra các bạn thấy là ngay sau chân B là vào phước bộ QRS này. Và đây là cái điểm mà mình cần rút kinh nghiệm. Hồi nãy nói rồi, khi mà có nhồi máu cơ tim hình dưới thì bắt buộc nhìn V1, V2 để coi có chỉ điểm thất phải và sau thực hay không. Bây giờ mình sẽ rút kinh nghiệm thêm đến thứ hai là nhồi máu cơ tim hình dưới tác động mạch vành phải, mà động mạch vành phải thì nó nuôi bộ nối, nuôi cái nút xoang, nuôi nút xoang và nút nhĩ thất. Thì như vậy coi chừng nó sẽ ức chế nút xoang, nút xoang không phát, và đây là nhịp phát bộ nối cứu mạng. Đó là cái mà các bạn rút kinh nghiệm. Khi có nhồi máu thành dưới thì phải coi chừng, ngoài cái nhồi máu thất phải sau thực thì coi tiếp là có ức chế nút xoang và coi có không mất nhịp xoang, và thế ra đây bằng nhịp bộ nối. Nhịp bộ nối này các bạn thấy tần số bao nhiêu ha? Từ đây tới đây 300, 150, 175, 60, 160 thì đây là nhịp bộ nối cứng mạng. Khi mà có một cái ổ nào nó đứng ra nó lãnh đạo thì mình phải coi hai cái cơ chế là nó cứng mạng hay là nó cướp quyền chỉ huy. Thì đây là đúng trong cái tần số 40 tới 60 bình thường của bộ nối. Như vậy cái đó là nó cứng mạng. Thì đây là đầy đủ nhồi máu cơ tim thoát phải và nhịp thoát bộ nối. Đấy là đầy đủ rồi đó. Chúng ta sang điểm tim số 2. Có cái gì đập vô mắt chúng ta nè? Cô tín hiệu bên cô nghe không rõ. Cho em trả lời chứ, hình như cô im lặng á, là chờ bên cho em á, nghe rõ chưa? Dạ rõ. Rồi bây giờ mình nhìn đi ha, cái tần số trước đi. Các bạn sẽ thấy đây vẫn là nhịp xoang, B dẫn QRS, B dẫn QRS. Nhưng mà thời phức bộ QRS này với tần số nhiêu? Đây 300, 150, 100, 75, 60, 55. Như vậy đây khoảng 58 lần phút là chẳng ra thứ nhất, chậm xoang. Rồi cái đập vô mắt chúng ta đây nữa, rất là sấm phê. Đây dẹ, cái mặt không thấy sấm phê. Nhưng tới các chuyển đạo trước ngực có thể âm hết, tê âm hết ở các chuyển đạo trước ngực. Và tê này lưu ý nha, tê nguyên phát. Thì các tiêu chuẩn đây là tê nguyên phát. Cái thứ nhất, cùng chiều pha cuối phức bộ QRS. Nè, âm cuối phước bộ QRS. Tiêu chuẩn thứ hai nhọn. Tiêu chuẩn thứ ba cân. Các những cái này ta thấy đều là tê nguyên phát. Do đó chẩn đoán của mình sẽ là coi chừng một cái thiếu máu cơ tim, thiếu máu cơ tim. Có một bạn chưa tắt mic. Rồi. Khi mà tê âm hết như vậy nè, lan tỏa nhanh năm cái chuyển đạo luôn, thì mình sẽ nghĩ tới là cái một cái thiếu máu cơ tim dưới nội mạc, nhưng mà nó quá sâu và quá nhiều chuyển đạo dày, thành ra bắt buộc các bạn phải chẩn đoán phân biệt với một cái nhồi máu cơ tim thể không ST trên lên. Chẩn đoán phân biệt nhồi máu cơ tim thể không ST trên lên, và như vậy thì các bác sĩ người ta sẽ làm thêm men tim hay coi cho bệnh nhân có đau ngực hay không. Một cái vấn đề khác còn phải lưu ý nữa là các bạn phải chẩn đoán phân biệt với xuất huyết dưới nhện. Xuất huyết dưới nhện nó cũng sẽ tạo nên tê nguyên phát lan tỏa giống như vậy, thành ra nhất là ở ca này có nhịp chậm xoang. Tại vì thường đã nói tới nhồi máu cơ tim mà thành trước thì thường nó là nhịp nhanh xoang, còn bây giờ nó lại nhịp chậm xoang, cho nên các bạn phải cảnh giác coi chừng cái này là có xuất huyết dưới nhện. Nó nằm ở trong cái nhóm mà tăng áp nội sọ đó. Tăng áp nội sọ thì có mấy cái tăng mấy cái giảm đó, là tăng nhịp thở rồi tăng thân nhiệt,
trong rồi tăng huyết áp, trong khi cái giảm là giảm tần số tim, giảm tri giác. Đó là năm cái tăng và giảm ở trong cái hội chứng tăng áp nội sọ. Do đó nếu mình nghĩ tới đây, một cái thiếu máu cơ tim dưới nội mạc thành trước chẩn đoán phân biệt với một cái nhồi máu cơ tim không oxy trên lên thành trước, mà đã nói tới thành trước thì luôn luôn nó thường thường đa số nha, nó sẽ làm nhịp tim nhanh, mà ở đây nó lại nhịp tim chậm còn có năm mấy lần phút, bắt buộc các em phải chẩn đoán phân biệt với lại xuất huyết dưới nhẫn và bên khoa nội thần kinh đó. Bên tim mạch hội chẩn rất nhiều cái là trên điện tim số 3, cái đập vô mắt chúng ta, hình ảnh thời gian biên độ có gì lạ nè. Đây một cái đường xây trên lên đúng với nó, AVL cũng ở xây trên lên vẫn chuyển đạo ngoại, thì những cái kêu ngoại tử nó không có nhiều đâu. Và ABL là nhánh mũ, thì cái này trong cái bài nhồi máu cơ tim thì chắc cô Hương đã nói kỹ rồi. Mà nếu cái nhánh mũ đã bị thì mình phải coi tiếp cái nhánh còn lại là nhánh xuống trước trái. Các bạn phải phân tiếp nhánh xuống trước trái có bị hay không bằng cách nhìn vào cái chuyển động ngực trái. Chúng ta sẽ sao kêu ngoại tử đi hết luôn cho tới V5 và oxy trên lên lan tỏa hết tới V5. Như vậy thì có cả cái nhánh trước trái bị nhồi máu cơ tim, cả thành trước cộng, đây là trước rộng cộng với lại bên cao. Và người ta nói là cái số chuyển đạo mà oxygen lên càng nhiều thì cái tỷ lệ tử vong nó sẽ càng cao. Các em nhìn lại D2 thì không thấy gì, nhưng D3 và AVF oxygen xuống, cái này là đôi trên xuống đối xứng soi gương của cái trên lên ở D1 và AVL. Chiếc chén này mình không đọc là chiếc móc cơ tim nha, ở đây là trên xuống đối xứng soi gương của trên lên ở D1 và AVL. Hồi nãy tôi có nói với các em á, nếu mà bị ở thành trước thì thường là tăng tần số tim, và ở đây mình sẽ thấy rất rõ từ đây tới đây nè, 300, 150 xuống đây 100, như vậy đây khoảng 120 lần trên một phút nhồi máu cơ tim của nhánh động mạch vành trái, tại vì nó bao gồm thể hiện cả nhánh thân chung á, tại vì nó bao gồm cả nhánh mũ và cả nhánh xuống trước trái, như vậy đây là thân chung kèm theo với lại nhịp nhem xoay. Chúng ta tiếp với lại cái điện tâm đồ số 4. Nhìn vô một cái D1 nó dài, đối với một dài như vậy là hiểu rồi đó. Khi mà nói đến nó làm nhịp thì hoặc D2 hoặc là D1 là hai cái chuyển đạo thể hiện sống B rõ nhất để mình đo dài. Và ở đây các bạn sẽ thấy sao nè, B dẫn xuống QRST, B QRST, B dẫn QRST, B dẫn QRST. Nhưng mà cái sống B này có gì lạ, BR này có gì lạ, BR này ngắn như đây, này dài chút, dài chút, dài ra chút nữa, tới chỗ này không dẫn, rồi bắt đầu lại trở lại. Như vậy thì đây là block nhĩ đất thất độ 2 mobit 1 chu kỳ Wenckerbeck. BR ở đây dài, ở đây các bạn sẽ đo vô đi, dài hơn, chỗ BR này dài nữa, BR này dài thêm nữa, tới chỗ này BR không dẫn, sau đó trở lại một cái chu kỳ tiếp theo. Block nhĩ thất độ 2 mobit 1 chu kỳ Wenckerbeck. Thì đó mới là chẩn đoán bị nhịp. Nhưng mà tại sao bị block thì lại còn phải lưu ý có vấn đề gì của cơ tim hay không. Mình nhìn vô những cái chuyển động ngoại biên này lại có gì đập vô mắt. D2 mới thấy cái gai tí xíu của sống Q thôi, nhưng tới D3 Q ngoại tử và AVF Q ngoại tử rất rõ. Như vậy đây là một cái nhồi máu cơ tim thành dưới, và ST đã đẳng điện rồi thì nhồi máu cơ tim này là cũ. Nhưng mà các bạn lại phải coi tiếp, coi chừng ở phía trước có không, thì đây mình thấy là ST vẫn cao lên dần tới V5 rồi thấp xuống ở V6. Chỉ có cái nhồi máu cơ tim ở thành dưới thôi, nhưng chứng tỏ là tắc động mạch vành phải. Và hồi nãy có nói tắc động mạch vành phải thì phải đi tìm chuyển động ngực phải có chỉ điểm của nhồi máu thất phải và sau thực hay không. Thì R không cao ở V1 nhưng mà V2 nó đã cao trội rồi. Như vậy thì một cái sự thay đổi chất nhát từ rất lùng V1 sang trong vọt lên B2 mà không phải cao từ từ,
Như vậy thì coi trường có chỉ điểm nhồi máu cơ tim sao? Thật bắt buộc phải lo về 7 ngày 8 ngày 9. Có chỉ điểm có nhồi máu bắt phải hay không? Thì đây mình nhìn thấy là ở VSTV1 và SCV2 nó không có mà là mảnh mặt ngược chiều nhau, hai cái nó cùng hơi trên, hai cái cùng gắn điện, hai cái cùng trên xuống, thì cái đó là không chỉ điểm của nhồi máu thất phải. Và nhớ cái lưu ý thứ ba, tác động mạch vành phải thì nó tưới máu lúc xoang ca trước của mình, là nó làm nhịp xoang không phát, nhịp bộ nối thoát ra. Còn bây giờ cái thứ hai là nó tưới máu cho nút bộ nối, thì ở đây nó sẽ thi bằng không tưới máu bộ nối được, do đó có hình ảnh của block nhĩ thất độ 2. Nhưng mà cái block nhĩ thất độ 2 trong tác động mạch vành phải thì thường là nó thoáng qua và nó sẽ tự hồi phục, mình sẽ không cần can thiệp gì hết nếu mà không có rối loạn huyết động. Chúng ta sang điện tâm đồ số 5. Chẩn đoán gì ha? Trục. Các bạn thấy trục có gì lạ không? D1 dương tuyệt đối, IVF âm tuyệt đối, trục quá trái. Chẩn đoán duy nhất mà nãy nói rồi, lóc phân nhánh trái trước trên, lóc phân nhánh trái trước trên. Và còn nữa, khi đã có lóc phân nhánh trái trước trên thì coi chừng những cái nhánh khác có bị bóc không? Thì các bạn nhìn sang chuyển đạo phía trước ngực, mình nãy làm con ngoại biên và coi phía trước ngực. Ờ, đây là ống nhôm mà phước bộ quế không có mặt, như vậy không lóc nhánh phải. Nhưng mà có cái gì khác thế này, thời gian BR kéo dài, tức là có lóc nhĩ thất độ 1 kèm theo, có lóc nhĩ thất độ 1, rồi có lóc nhánh phân nhánh trái trước trên. Và ở đây á, thì V1, V2 á, nó không mập, không lóc nhánh phải, nhưng nó lại cao. R cao V1, V2 chỉ điểm cho mình đây là lớn thất phải. Và lớn vùng nào nè? Lớn vùng bên hông, lớn vùng thành tự do thất phải. Đối xứng soi gương với nó, các bạn sẽ thấy là ớt sâu V5, V6. Như vậy có dày một vùng thất phải, để tìm cái vùng còn lại, vùng đáy. Vùng đáy thất phải là nhìn vào chuyển đạo ABR, đây có sóng BR dương, như vậy có dày vùng đáy thất phải. Cái vùng thứ ba là vùng thành vách ni thất. Vách ni thất thì mình thấy là SC nó không có trên xuống D2, D3, DF, không chỉ điểm. Rồi tiếp là có giãn thất phải kèm theo hay không? Ở đây không có chỉ điểm. Có tăng áp động mạch phổi hay không? Thì đây không trên nhiều, không tạo nên tê âm, cũng không có chỉ điểm. Mình chỉ có một cái là lớn thất phải, thì phải phân tiếp nữa, có lớn nhĩ phải kèm theo không. Khi có lớn một buồng tim, bắt buộc phải coi những tiềm buồng tim còn lại. Thì các bạn đã thấy ở đây sóng BD1 là 3 ly, như vậy có lớn nhĩ phải kèm theo. Rồi như vậy có lớn thất không? Lớn thất phải rồi thì có lớn thất trái không? Các bạn nhìn vô ha, đó là R ở VABL đây. Từ đây cho tới đây, đây là 5, 10, 15 và 18 ly RAVL cao. Về tìm tiếp những tiêu chuẩn còn lại của lớn thất trái trên điện tâm đồ này, và các bạn sẽ kết luận được: thứ nhất là lớn thất phải, thứ hai lớn thất trái, thứ ba ở đây lớn nhĩ phải, thứ tư block phân nhánh trái trước trên, và thứ năm là block nhĩ thất độ 1. Lưu ý chỗ này, hồi nãy mình có một cái điện tâm đồ mà tôi đưa cho các em coi, tức là cũng cái cưa sâu đi 2D3 kép nè. Để các em lưu ý, khi mà thấy nó sâu như vậy, thấy sắp khuya không thấy R đâu hết, thì đừng phán là nhồi máu cơ tim thành dưới. Nếu mà cái sóng khuya này quá sâu, nhồi máu thành dưới thường cái khuya nó nhỏ lắm, nó cái gai mà nó 2-3 ly à. Mà ở đây các bạn thấy sâu 10 ly, sâu 15 ly vân vân, thì như vậy nó thường là của góc con nhánh trái trước trên hơn là cái chẩn đoán nhồi máu cơ tim thành dưới. 6. Chẩn đoán gì các em? Cái này dễ á. Dạ nhanh thất ạ. Thì cô Hoa dạy rồi, những cái tiêu chuẩn rất là rõ. Mình nhìn vô thì mình sẽ thấy nhịp nhanh, rồi được nhanh. Nhưng mà nhanh này là từ đâu? Thì các bạn sẽ xem kỹ ha. Không thấy B. Không thấy B đâu hết. Tới là tại cái nhịp nhanh phải chia ra là phước bộ rộng hay là không phước bộ rộng. Thì đây các bạn thấy là phước bộ quế
rộng hơn 14% giây rồi, đây là nhịp nhanh phức bộ rộng. Thì phân biệt là thất hay là trên thất dẫn truyền là cứu, thì các bạn sẽ coi trục. Có thể là cô Hoa đã chỉ cho các bạn nhiều bước, nhưng mà đây tôi hướng dẫn một trong những cái bước làm cho nó đơn giản. Khi có nhịp nhanh thì phải chia là phức bộ rộng hay không, thì đây là thuộc phức bộ rộng các sóng đều mạch. Và rộng thì mình phải phân biệt là tại tầng thất hay tầng trên thất dẫn truyền lạc hướng. Và như vậy thì mình sẽ coi cái trục. Ở đây D1 âm, ưu thế. Và AVF âm, ưu thế. Như vậy thì trục các bạn thấy nó hướng lên là miền vô định, tức là từ 9 giờ cho tới 12 giờ. Như vậy thì thường cái ổn nhịp nhanh này là từ tầng thất, và nó sẽ là từ tầng thất trái. Tầng thất trái ở dưới đáy thất trái, thành ra nó sẽ chiếu ngược lên, phát xung động ngược lên và hướng về cái vùng vô định để tạo nên là cái trục vô định. Và khi mà ổ nhịp nhanh từ thất trái thì nó sẽ tạo nên dạng block nhánh phải, tại vì nó sẽ chiếu về bên phải. Và đây các bạn thấy thể hiện rất rõ là dạng block nhánh phải. Như vậy thì trục lên trên rồi trục sang bên phải có dạng block nhánh phải. Phước bộ QS rộng hơn 14% giây. Và cái nhịp này nó rất đều. Ở tầng thất thì nhịp nó rất đều, còn cái tầng trên thất đó là do mình còn hít thở do ảnh hưởng cái yếu tố thần kinh, thành ra nó sẽ không đều. Còn đây rất đều, thành ra chẩn đoán ở đây là nhịp nhanh thất. Chúng ta sang địa. Ở đây các bạn thấy ha, cái ổ xung động từ thất trái. Và xung động từ thất trái ổ này nó sẽ giờ qua bên phải, về bên phải, do đó sẽ tạo nên sóng dương ở bên phải. Và nó hướng về đây lên đây, do đó sẽ tạo trục là trên cái miền vô định này. Các bạn chia cái hình trái tim này là 4 múi giờ đó, thì nó đi cái hướng từ đây qua đây, do đó hướng về cái miền vô định. Đó là lý do mà trục của nó trong khoảng từ 9 cho tới 12 giờ. Còn rung thất nó khác cái nhanh thất ở chỗ là nó nhiều ổ nhỏ ở trong thất. Sang điện tim số 7. Có mấy chẩn đoán thôi em ha. Ở đây có một cái là nãy giờ nó nhắc tới nhắc lui hoài á, mục đích là để cho thấm á, cho nên nó vô bộ nhớ á. Các bạn nhìn đi, trục đi. D1 dương hà, đối xứng là AVF âm, mà âm rất là sâu nha, trục quá trái. Như vậy chẩn đoán thứ nhất của mình sẽ là block phân nhánh trái trước trên. Như vậy thì phải đi tìm tiếp có những cái block khác không, dành qua chuyển động ngược phải. Kết luận được gì nữa đây? Block nhánh phải kèm theo. Mà block nhánh phải, block phân nhánh trái trước trên thì coi chừng như cái cuốn của nó có bị không? Tức là block nhĩ thất độ 1 không? Hay độ 2, độ 3 không? Thì các bạn thấy đây là BR dài. Như vậy có block nhĩ thất độ 1 kèm theo. Chứng tỏ là block 3 phân nhánh. Tức là phân nhánh trái trước trên, phân nhánh trái sau dưới ẩn, không hiện ra được. Và block nhánh phải. Kết luận tiếp theo đó của mình sẽ là block 3 phân nhánh. Trong block nhánh phải này thì cái phân ký nữa hoàn toàn hay không hoàn toàn? Có hoàn toàn. Thay đổi CT thứ phát không? Có, trên xuống. Có chỉ điểm nhồi máu, có chỉ điểm lớn thất phải không? Khi nào có hai đỉnh R thì mình mới căn cứ đỉnh R sau hơn 10 ly. Còn đây có một đỉnh R do đó không chỉ điểm lớn thất phải. Có chỉ điểm lớn thất trái không? Không có sóng S do đó không chỉ điểm lớn thất trái. Nhưng mà khi mà có block mà ba phân nhánh như vậy thì cảnh giác là lớn tuổi và có bệnh mạch vành kèm theo, thì bắt buộc mình phải nhìn ở chuyển đạo từ ngoại biên tới trước ngực có những cái hình ảnh gì của thiếu máu cơ tim hay không. Các bạn sẽ thấy sao ở đêm 1 ST đi ngang và hàng sớm với nó AVL ST trên xuống là thiếu máu cơ tim. ST đi ngang bên 1 trên xuống ở AVL. Ngoài ra mình còn so TD1 với cái nào hồi nãy giờ có nói mấy lần rồi. TD1 của tim trái, các bạn kéo một đường xuống ở đây TD3. TD3 của tim phải mà nó còn lớn hơn của tim trái. Cái gì vậy thì đây là chỉ điểm thiếu máu cơ tim. Thiếu máu thành ra sóng T không cao nổi. Do đó TD1 thấp AVL âm và TD1 nhỏ hơn T3, đây là hai chỉ điểm nói lên có thiếu máu cơ tim kèm theo. Kết luận là điện tâm đồ này là block nhĩ thất độ 1, block nhánh phải, block phân nhánh trái trước trên. Như vậy thì là block 3 phân nhánh rồi có chỉ điểm của thiếu máu cơ tim kèm theo. Chúng ta sang điện tâm đồ số 8.
có gì đập cho mắt đâu. Ở đây xóa mấy ô nhỏ rồi, chiếu từ xa để có cái nhìn toàn cảnh, hình ảnh, thời gian, biên độ. Cái đập cho mắt chúng ta đây là biên độ, tức là sóng S quá, sóng R quá cao ở những chuyển đạo bên trái và núi xuống sơn gương là quá sâu chuyển đạo bên phải, dẫn ra thứ nhất là lớn thấp trái rồi đó. Và lớn thấp trái này là tăng gánh tâm thu hay tâm trương, S lên trên xuống, do đó tăng gánh tâm thu. Rồi tiếp theo nữa là nhịp. Cái đập cho mắt chúng ta lại là tần số. Tần số tim ở đây rất là nhanh, từ đây 300, 150, như vậy đây khoảng 130 lần một phút. Nhịp nhanh. Và nhịp nhanh này, coi chừng chủ nhịp từ đâu các bạn. Chủ nhịp, chủ nhịp. Nói tới chủ nhịp là tìm BD2, D3 và AVF, VT1. Chủ nhịp ở đâu nè? B âm D2, âm D3 và âm cả VF. Như vậy đây là nhịp từ bộ nối. Từ xoang thì nó chiếu từ trên xuống thì nó phải dương. Còn bây giờ nó ngược chiều bình thường, nó đi từ bộ nối đi lên. Do đó nó âm, B âm D2, D3 AVF. Như vậy đây là nhịp bộ nối. Bộ nối bình thường phát 40-60 thôi. Mà bây giờ nó tới 120-130. Như vậy đây là nhịp nhanh bộ nối. Cứ hơn 100 các bạn gọi là nhanh. Và thế là nó cướp quyền chỉ huy của nút xoang. Rồi, chúng ta còn chẩn đoán nào khác không? Coi chừng có chỉ điểm gì khác nữa không? Hôm trước trong cái bài lớn thất, tôi có nói các bạn, tức là sóng S sẽ sâu nhất ở V1 và cạn dần lên qua các chuyển đạo trước ngực. Ở đây sóng S V1 các bạn thấy đây là 10 ly, sang tới B đây là bao nhiêu? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 32 ly. S V2 hơn 3 lần S V1, chỉ điểm của lớn thất phải. Tại vì sao? Khi đã có lớn thất trái thì yêu cầu các bạn tìm tiếp coi có lớn thất phải hay có lớn nhĩ trái hay không. Luôn luôn khi có lớn một buồng tim thì phải tìm những cái buồng tim còn lại. Và hôm bữa có một cái mẹo để mà chẩn đoán nhanh, đó là S2 hơn 3 lần S1 thì cái đó là theo dõi có lớn thất phải kèm theo. Kết luận điện tâm đồ này, nhịp nhanh, bộ nối, lớn thất phải, lớn thất trái, tăng gánh tâm thu. Chúng ta sang điện tim trong cái hình số 9 này á, là cho các bạn thấy các tiêu chuẩn đây gọi là rung nhĩ. Tức là cái thứ nhất á, tức là bây giờ bóp xoang, các bạn thấy không còn xoang dẫn xuống đây nữa, mà mấy chục mấy trăm hổ khác nhau trong nhĩ nó phát nhịp, làm cho thai sóng B bằng sóng F lăng tăng với cái tần số 400 tới 600 lần trong một phút. Các bạn thấy cái sóng F lăng tăng thì các bước khi đọc rung nhĩ, thứ nhất là rung nhĩ sóng nhuyễn hay sóng thô. Ở đây cho các bạn thấy nè, nếu mà cái biên độ nhấp nhô dẫn sóng mà nó dưới 1 ly thì là sóng nhuyễn, hơn 1 ly thì gọi là sóng thô. Tại sao cái phân điểm như vậy? Nếu sóng thô là những cái nguyên nhân có làm cho lớn nhĩ trái, ví dụ như là hẹp van hay la. Còn nếu mà sóng nhuyễn như vậy thì thường là do cường giáp hay là do tâm phế mãn, thì đó là lý do mà, hoặc là có dùng đi gốc sim thì nó sẽ là sóng nhuyễn. Như vậy bước thứ nhất là xem sóng nhuyễn hay sóng thô. Rồi bước thứ hai là các bạn xem đáp thất. Cái quy tắc trong rung nhĩ là mất B thay bằng F. Cái thứ hai là các phức bộ của S đến nhanh chậm không đều, chỗ này rất xa, chỗ này rất ngắn. Cái thứ ba là phức bộ của S cao thấp khác nhau. Lưu ý thì lúc đó là B thì cứ lăng tăng sóng F như vậy, nhưng phức bộ của S nó sẽ đều, mà nếu đều thì chỉ điểm cho lớp nhĩ thất độ 3 hoàn toàn. Cái hình này thì không cần đi sâu. Tôi đưa những cái ngón tay về để các bạn lưu ý nha. Cứ nhớ từng bước, khi mà thấy được một dấu hiệu này, ví dụ thấy được lớn một vùng tim này thì phải coi lớn các vùng tim khác hay không. Cứ phân được vậy. Chúng ta sang cái nhóm điện tâm đồ số 3. Nãy giờ là có thấy bảo hòa chưa? Cái này mình có 13 cái điện tim. Thì chắc hy vọng là sẽ không đến nỗi căng thẳng lắm cho các bạn. Có những cái đợt mà tôi dạy 4 tiếng liền luôn. Nhưng mà cái đó là phải học qua trực tiếp. Còn nếu mà online như vậy mà 4 tiếng thì các bạn theo mệt mỏi lắm. Rồi,
Bây giờ đây có chẩn đoán gì không? Có gì đập vô mắt chúng ta không? Các bạn nào chẩn đoán chưa? Ba chẩn đoán. Có vẻ hình như là các bạn chưa có giải thử trước hôm nay. Chờ tới hôm nay mới bắt đầu vừa coi luôn, vừa nghiên cứu luôn. Ở đây đúng ra đó là 1, 2, 3 này không phải đề là La Mã. Tại vì nó là chuyển đạo D. Thì cái mà đập vô mắt chúng ta ở đây á, là các bạn thấy, ủa sao ở trên xuống ở đây 1. Nhưng mà mình ngó tiếp qua đây trên lên D2, trên lên D3 và AVF. Rồi thường trên lên như vậy là nhồi máu. Mình ngó tiếp nữa đây cái cư. Một lần nữa để nhấn mạnh với các bạn là cái cư hoại tử ở D2, D3, VF thường là nó chỉ có 1, 2 ly như vậy thôi. Đừng đòi hỏi là phải sâu hơn 5 ly và mập hơn một ô nhỏ thì nó không có đâu. Như vậy chẩn đoán được tim của mình đây là một cái nhồi máu cơ tim thành dưới thể SC trên lên. Như là và bắt buộc hồi nãy nói rồi phải ngó qua đây một phiên hai coi có sao thực và thất phải không. Thì đây các bạn thấy nè, trên lên V1 mà trên xuống D2, như vậy chứng tỏ là có chỉ điểm thất phải hành theo. Và thế là họ đo cho mình đây V3R nè, đây SC trên lên V1 bây giờ nó không đi cùng nhìn cùng hướng với D2 nữa mà nhìn cùng hướng với bên phải, thành ra thể hiện là trên lên. Còn trong khi đối xứng sai vương với nó là V2, V3, V4, V5 là trên xuống. Vậy đây có nhồi máu thất phải kèm theo. Hồi nãy có nói ha. Thất phải thì nó làm tưới máu nút xoan, làm tưới máu nút nhĩ thì đây á mình có chữ là D2 không thấy B, D3 không thấy B, AVF không thấy B. Nhưng mà ở ngoài sau cái chỗ xuống T, chỗ SD trên lên nè, nó có nhăn 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 nhăn. Và nãy có nói rồi, khi mà biến dạng sóng T là có B phẩy nằm chồng vô đó. Như vậy thì cái B nó đi sau và đi âm, thì đây là nhịp bộ nối. Nhịp bộ nối đi sau cái phức bộ QRS. Như vậy đây là tắt nút xoan và nhịp bộ nối tắt nhịp với tần số bao nhiêu lần? 300, 150, 100, 75, 60, như này khoảng xa 55, 57 lần một phút. Như vậy thì đây là nhịp thoát bộ nối cứng mạ. Dưới 60 thì nó cứng mạ. Và bên cạnh đó các bạn bắt đầu nhìn vô chuyển đạo ở phía này thì thấy không có gì lạ. Như vậy chẳng ra của mình ở đây là có hình ảnh này nữa, block nhánh phải nha. Đây là hình ảnh của block nhánh phải không hoàn toàn, không có thay đổi CT nguyên phát, không có thay đổi CT thứ phát, nó trên lên cùng chiều pha cuối phát bộ QS. Như vậy thì chứng tỏ có vấn đề cơ tim và rõ ràng ở đây là đang bị nhồi máu cơ tim. Khi mà thấy có C trên nguyên phát thì nghĩ liền phải thiếu máu hay là nhồi máu cơ tim rồi. Chúng ta sang điện tim số 2. Nhìn vô ở đây D1 thì các em sẽ thấy là cái điểm gì nó lên này, SC trên lên, T cân. Rồi hàng sớm với nó ABL cũng vậy, SC trên lên và T cân. Đây, mà các em sẽ lưu ý còn những cái đấy là cái vùng bên cao là D1 và AVL là vùng bên cao. Mình nhớ là trong cái vòng tròn lục lục ballet thì D1 là hướng 3 giờ, AVL là hướng khoảng 1 rưỡi 2 giờ. Như vậy thì bắt buộc trong trường hợp để kêu liên sườn, tức là đo cái chuyển đạo 3V từ V1 tới V6 dày lên một khoang liên sườn. Tại vì sao mình cảnh giác là nhồi máu cơ tim cao? Thì ở đây các bạn nhìn thấy các chuyển đạo trước ngực này thì không thấy chỉ điểm gì hả? Alo cô. Nhưng mà alo. Lưu ý là đây là bị sao em nghe rõ không? Hình như nó bị lắc. Nghe được cô ơi. Hả? Các em nghe rõ chưa? Đường truyền nó không ổn định lắm mà, nó cứ giật liên tục. Nói chậm lại cô ơi, nghe mất chữ. Mạng chập chờn nữa rồi. Khi mà nó có chênh lên ở D1
và ABL đối xứng soi gương SC trên xuống D2, D3, ABF thì mặc dù ở các chuyển đạo trước ngực không thấy có bất thường gì, nhưng bắt buộc mình phải cho là đo dời lên một khoang liên sườn ở các chuyển đạo trước ngực. Mình sẽ ghi là đo y lĩnh 3V, tức là không phải nhân 3 lần biên độ lên mà dời lên khoang liên sườn 3 để hy vọng tìm thấy một cái nhồi máu cơ tim thành trước cao. Cao chỉ điểm đó là qua D1 và AVL dù chưa thấy sống kêu hoại tử. Ta sang điện tim số 3. Ở đây một lần nữa cũng thấy lại hình ảnh của nhồi máu cơ tim. Mà ở đâu nè, chỉ đạo nào nè? D1. Các em thấy cái gai nhỏ xíu à, hàng xóm với nó là AVL cũng cái gai nhỏ xíu đây thôi. Rồi nhồi máu cơ tim cũng tắc động mạch 1. À rồi, nó mới chuyển slide rồi. Slide số 3 nha. À, cái nó bị chậm một bước. Dạ rồi, tiếp đi con. Các em sẽ thấy là kêu hoại tử D1 và kêu hoại tử D3. Nhớ là những chuyển đạo ngoại biên thường nó không có sâu quá 5 ly đâu. Nó được 1, 2 ly gì là mừng rồi. Và đòi mập mà hơn một ô nhỏ cũng khó lắm đó. Cỡ này thôi. Và đây là mình đã phải cảnh giác tới nhồi máu cơ tim D1 AB. Là nhánh động mạch mũ. Các bạn sẽ thấy đây, quy hoại tử V1 sâu hơn nữa và rõ nữa từ V2 cho tới V4 đều có. Như vậy là có tắc động mạch vành nhánh xuống trước trái kèm theo, chứng tỏ là có tắc thân chung động mạch vành trái. Bên cạnh đó, các em lưu ý là cái trục. D1 dương ép một lớp phần nhánh trái trước trên. Khi trục quá trái như vậy, D1 âm, D1 dương bằng với ABF âm thì đây là lớp phân nhánh trái trước trên. Thì chẩn đoán thứ hai phải đi kìm coi chừng lớp chỗ nào khác nữa hay không. Thường bên trái có rồi, bây giờ mình sẽ tìm chỉ điểm bên phải. Như vậy chuyển đạo ngực phải, đây sẽ thấy là có dạng lớp nhánh phải R rất là cao. Và cái này các bác này hoàn toàn có thay đổi là dương, còn nó âm. Như vậy có thay đổi CT thứ phát sang bên đây. Các bạn thấy này, đây âm và vừa nhọn vừa tâm. Như vậy thì từ V2 tới V5 đây là thay đổi CT nguyên phát. Và kết luận của mình sẽ là một, lóc phân nhánh trái trước trên. Hai là nhồi máu cơ tim thất trái mà thân chung, tại vì thể hiện qua nhánh D1 ABL. Nhánh mũ, rồi block nhánh phải và block phân nhánh trái trước trên. Sang điện tâm đồ số 4. Khi mà người ta cho mình coi cái thừa, cái này các em sửa lại là D2. Và khi mà họ cho coi D2 kéo dài, D1 kéo dài, hiểu là để xác định. Mà muốn nói tới đó là hiệp thì đi tìm B. Bây giờ B có thấy không? Dạ không thấy B à. Đây, đây em. D2 hay sao? Đây B đi sao? B đi sao? Có B mà bây giờ B nó đi sao? Bất cái tầng số này nè. Tần số B này và tần số F1S thì như vậy cái này chắc
là sao, và đây là B2 pha, và âm phần như B sao. Các em xem chủ nhiệm từ đây tới đây tần số bao nhiêu? 300, 150, 175, 633, 331 lúc xoan hoàn toàn không phát ra luôn, thì đây là ngưng xoan. Khi mà vừa ngưng xoan vừa suy bộ nối thì chẩn đoán cuối của mình là hội chứng suy nút xoan, tức là nó thể hiện bằng chứng. Thì các em sẽ thấy có tới cả chục triệu chứng lận, và một trong những chứng đó là ngưng xoan kéo dài giống như đây. Hai là thoát bộ nối mà thoát không nổi và suy bộ nối tại vì nó chậm quá giống như ca này. Thì cái cụm từ mới bây giờ người ta sẽ dùng là rối loạn chức năng nút xoan, còn hồi xưa thì họ sẽ gọi là hội chứng suy nút xoan, và tên của nó là nút xoan, nhưng mà nó bao gồm cả những cái vấn đề trì trệ nếu có ở cả bộ nối nhĩ thất luôn, chứ không phải chỉ nút xoan. Điểm tiêm số 5. Slide qua kịp chưa? Tại vì các em nó hiện lên chậm á. Dạ chưa qua cô ơi. Nhìn điểm tâm đồ số 5. Chưa. Dạ, chưa chưa thấy. Cô ơi, bữa sau là mạng một cái là lúc không được ông cô. Trời ơi, nãy giờ là nó cũng lát khoảng 20 phút rồi ạ. Bắt đầu cái ba này là không nghe được gì đúng không ạ? Đứt không, đứt đoạn không nghe được luôn à. Tụi em có ngồi gần cái hộp mà phát wifi không? Tại vì cô để cái hộp phát wifi là ngay kế bên máy luôn á, coi chừng đường truyền bên các em á. Dạ bên em đại đa số các bạn đều thấy lắc hết rồi cô. Dạ em cũng lắc thôi. Rồi chờ cô ra kiếm kỹ thuật viên cái nha. Giảng nghỉ giải lao vài phút, tôi đang cầu cứu kỹ thuật viên. Cảm ơn cô. Nó chưa chuyển slide 3.5. Qua chưa tụi em? Qua chưa? Không âm thanh nghe hình lúc qua không qua nữa. Có cách nào chuyển được? Bên đây thì lên rất là nhanh, nhưng cứ như là nó ngón gì mà chờ quay. Qua rồi con, nó qua rồi. Thấy được slide 3.5 được không? Nhưng mà đường truyền cô nói vẫn nghe lát giật lắm mà. Bây giờ số 5 và số 6 thì em thấy giờ đang ở slide 3.5. Chờ chút xíu nữa nha, em chờ chút. Vẫn 3.4. Con là người nghe.
Rồi mình tiếp tục nha. Nghe nghe rõ không các em? Dạ nghe rõ cô. Rất là chậm đi nó thì nên bên là bên cảnh hồn lại chậm lắm á. Chắc là cô đổi máy cái nữa đi. Tại vì cái này của mình còn nhiều lắm, tới 7-8 cái nha. Đang mất phương không dạ, nghe trả lời cảnh hồn luôn. Chứ nhịp nhanh nhịp chậm với nhịp bộ nói nghe được hả? Được 3 cái hả? Còn nữa? Cái cái gì bộ nói này em chưa còn cơ chế nha. Cơ chế nhịp bộ nói, hội chứng nhịp nhanh nhịp chậm đúng là tại vì mình thấy đây là lần số đó là nhanh, tới đây là rất là xa rồi. Rồi cái thứ hai nữa đúng rồi, khi nhịp nhanh nhịp chậm tức là mình kết luận là xuyên nút xoang đó rồi. Nhưng mà cái nhịp nhanh này là nhịp gì đây em coi là chứng nhịp nhanh này là nhịp gì vậy? Dạ rung nhịp xoang. Đúng rồi, rung nhảy. Cái này là rung nhảy và đáp ứng khớp nhanh 100 lần trên 1 phút. Khi đọc rung nhảy thì đây là sóng thô, phải nói luôn luôn sóng nhuyễn hay sóng thô, rồi đáp ứng thất là bao nhiêu. Rung nhảy sóng thô đáp ứng thất nhanh 100 lần trên 1 phút. Rồi tiếp theo nữa, tần số thất ở đây các bạn thấy QS đi đều đều nhau lắm nha, do đó phải coi chừng với đây là có block nhảy thất độ 3. Xin lỗi cô đang mở tiếp một cái máy bên đây để cho các em coi coi được tình trạng đó. Lớp OCG xuống đi nữa. Ở đây đây lớp OCG. Không phải cái xuống nữa xuống nữa. Mình nhận cái bài này. Rồi thực hành tổng hợp 3 chín điểm chín điểm đúng không? Giờ đó ở đây các bạn thấy là phước bộ thất đi đều nhau thì mình phải cảnh giác đây là block nhĩ thất rồ 3. Đến đoạn các bạn thấy rất là dài mà hoàn toàn không có nhịp xoang thì đây gọi là ngưng xoang. Rồi bộ nối phải chờ lâu lắm mới phát, nhưng mà ở đây tại vì QS vẫn bình thường vẫn là nhịp thoát bộ nối, mà nhịp thoát này với tần số rất chậm 300, 150, 175, 60, 55, có bốn mấy lần, 50 lần phút à, thành ra đây là nhịp thoát bộ nối chậm cứu mạng. Thì chẩn đoán chỗ này thứ nhất là hội chứng nhịp nhanh nhịp chậm, cái thứ hai là rung nhĩ, cái thứ ba rung nhĩ sóng thô, cái thứ ba theo dõi block nhĩ thất độ 3, thứ tư là ngưng xoang kéo dài, và thứ năm là nhịp thoát bộ nối. Thì với cái tần số 300, 150, 175, 60 thì có khi là nó lại lên nhanh, thì là các bạn sẽ lưu ý đây tổng hợp lại hết là hội chứng suy nút xoang. Đúng rồi. Chúng ta sang điện tâm đồ số 6. Đi tắt ở đây đi. Rồi, sang điện tâm đồ 3.6. Cô đổi máy rồi, bên đó nghe rõ hơn chưa? Thấy rõ. Nhưng mà sao bên kia nhỏ thì nghe bên kia. Rồi. Ở đây mình thấy là chỉ có một mình V1 kéo dài. Như vậy là cũng mục đích là để coi nhịp. Các bạn sẽ coi liền nhìn coi có thấy sóng B không nè. Con có thấy chủ nhịp B không? Ở đây mình sẽ thấy thế vào bằng sóng nhọn. Vẫn có những cái gì đó giống B mà nó nhọn, tức là không phải hình ảnh B bình thường. Đây là B phẩy và đây là nhịp từ nhĩ.
hình ảnh là khác với cái B bình thường của mình là phải B từ đầu lên lại xuống dốc. Còn ở đây các bạn thấy là B nhỏ, do đó không phải là từ B ổ xoan, mà đây là nhịp từ nhảy phát ra. Và ở đây nè, đây một cái nhảy lên, đây nhịp nhảy, đây lên nhịp nhảy, đây nhịp nhảy. Như vậy thì cái không phải nhảy này dẫn xuống dưới thấp này đâu. Và các bạn thấy cứ hai cái sóng nhảy thì mới dẫn xuống thấp, rồi cứ hai nhảy mới dẫn thấp. Thì đây là nhịp nhanh nhảy với block 2.1. Nhịp nhanh nhảy, tại vì tần số của nhảy này là 300 khoảng 100, tần số rất là nhanh, tức là hơn 100 lần trên 1 phút là nhanh. Thì đây là nhịp nhanh nhảy mà hai cái nhảy mới có một thất, do đó gọi là nhanh nhảy với block. Bên đó các em nghe kịp không? Đổi máy rồi, thành ra là không biết có nghe rõ hơn không? Rõ hơn ạ. Rồi. Nghe rõ rồi con. Dạ. Rồi bây giờ cái chỗ nhịp dị dạng này của mình là gì ha? Khi có một cái nhịp dị dạng thì đây là ngoại tâm thu thất, và các bạn thấy là dạng block nhánh phải, tại vì nó dương rộng mập ở V1. Như vậy đây ngoại tâm thu từ thất trái. Khi có ngoại tâm thu thì mình xác định là ở tầng nào, tầng nhĩ, tầng thất. Mà đã thất rồi thì phải xác định là thất phải hay thất trái, tại vì nó liên quan tới tiên lượng. Chúng ta sang điện tâm đồ số 7. Ở đây 2 này là 2 La Mã nha. Rồi các em có mấy chẩn đoán à? Cái đập vô mắt chúng ta ở đây á là ở D2, đây các bạn sẽ thấy là T âm. Sang tới đây là T âm. Rồi AVF cũng vậy, T hơi âm luôn luôn. Ở đây cũng AVF âm, AVF âm. Như vậy đây là cái chẩn đoán thứ nhất là theo dõi thiếu máu cơ tim. Nhưng mà thường á là người ta sẽ đề là thay đổi STT, tại vì hoặc là theo dõi thiếu máu cơ tim. Cái ST xuống âm này nó có hàng chục nguyên nhân khác luôn, tụi em học rồi. Có thể là do rối loạn điện giải, hay có thể là do thiếu máu cơ tim, hay là có thể do lớn thất, có thể do block nhánh vân vân. Thành ra là hoặc mình đề theo thay đổi STT, hoặc là mình sẽ đề là theo dõi thiếu máu cơ tim nếu nó xuất hiện ở cả D2, DF. Và bên cạnh đó đó thì mình thấy là hai cái focal quest này tự nhiên có một cái nhát focal quest đến sớm. Đến sớm như vậy chắc chắn là ngoại tâm thu. Và ngoại tâm thu này từ đâu ra? Thì các bạn sẽ thấy là nó không có một cái B biến dạng đi trước, mà chỉ có biến dạng focal quest thôi. Như vậy đây là ngoại tâm thu thất. Rồi đây cũng vậy, đây là ngoại tâm thu thất. Và chỗ nào ở trong thất? Các bạn thấy nó dương ở D2 và AVF. Đó là cái ổ nó phải ở đâu để chiếu xuống dưới chân, chiếu xuống dưới mõm dương, chiếu về vùng nào để tạo dương, chiếu về D2 AVF dương. Như vậy phải nói là vùng đáy. Thì đây là nhồi máu cơ tim vùng đáy thấp. Bên cạnh đó các bạn sẽ coi là cái tần số tim. Bình thường từ đây tới đây các bạn thấy 300, 150, 175, 60, còn 5 mấy lần một phút. Như vậy đây là nhịp chậm xoang, thiếu máu cơ tim và ngoại tâm thu vùng đáy thấp. Ở đây tôi muốn ngừng lại một chút để mình sẽ phân tích sâu hơn cái chỗ ngoại tâm thu. Bạn cho biết là ngoại thu từ nhĩ hay từ thất? Thất, rồi thì phải nói là thất phải hay thất trái, hoặc là từ đáy thất hay từ mõm. Nếu mà nó chiếu xuống D2D AVF để tạo dương thì nó phải từ vùng đáy thất, đó là vùng đáy tim. Rồi tiếp sau đó mình sẽ xem coi có chỉ điểm của thiếu máu cơ tim hay không. Tại vì nếu mà có một nhát đến sớm, tim con bớt sớm, thành ra là nếu thiếu máu cơ tim thì cái nhát sau đó sẽ có thay đổi sóng T. Thay đổi sóng T của nhịp bình thường đầu tiên sau ngoại tâm thu. Ở đây các bạn thấy nhát bình thường T dày, nhát bình thường T dày. Nhát bình thường này sau ngoại tâm thu T sao? Sâu hơn, sâu hơn. Do đó mình sẽ tô highlight đây. Các bạn tưởng tượng đi, nếu có co bóp bình thường thì nó không thể hiện ra thiếu máu cơ tim đâu. Nhưng mà bây giờ đang co bóp bình thường thì tự nhiên bắt co bóp sớm, nó chưa nghỉ ngơi kịp, do đó sẽ thể hiện thiếu máu cơ tim ở ngay cái nhát đầu tiên sau ngoại tâm thu, thay đổi sóng T, và đây là chỉ điểm của thiếu máu cơ tim. Tiếp theo nữa là có chỉ điểm nhồi máu cơ tim hay không. Nếu xuất hiện cái kêu hoại tử ngay trên nhát ngoại tâm thu thì đây không có kêu hoại tử, cái sóng cái gai này nhỏ xíu à. Một cái tiếp theo nữa là có chỉ điểm của suy nút xoang hay không.
tức là có khoảng ngưng dài sau ngoại tâm thu hay không. Thì đây là cái khoảng ngưng dài này các bạn thấy là chưa quá hai lần của cái chu kỳ bình thường, do đó là không chỉ điểm của sinusoan. Nhắc lại ha, các bước khi đọc ngoại tâm thu, thứ nhất là vị trí, thứ hai có chỉ điểm thiếu máu cơ tim hay không bằng cách là thay đổi sóng T của nhát bình thường đầu tiên sau ngoại tâm thu. Có chỉ điểm của nhồi máu cơ tim hay không, tức là có cái cư hoại tử ngay trên cái nhát ngoại tâm thu. Có chỉ điểm của suy nút xoang hay không, nếu có khoảng ngưng dài sau ngoại tâm thu quá các bạn thời gian bị buồn. Các em nắm kịp ha, chúng ta sang điện tâm đồ số 8. Hình ảnh qua liền chưa em? Cái số 8 qua liền chưa? Dạ rồi ạ. Cái này nó nhanh hơn. Hình ảnh thời gian biên độ. Như vậy cái đập vô mắt của chúng ta đây là có cái gì về hình ảnh nè? Đây, nhát dị dạng. Nhát dị dạng ở đây hai cái này là đôi cái dài hết từ trên xuống dưới liên tục. Ở đây các bạn thấy nhát bình thường, tự nhiên mập, dị dạng, không có B dẫn trước. Như vậy đây là một cái ngoại tâm thu thấp. Các bạn thấy B dẫn thì sao rồi? B dẫn truyền ngược, B rồi retrograde. Và ngoại tâm thu này chỗ nào trong thấp? Các bạn thấy nó phải từ đáy nó mới chiếu xuống mỏm, chiếu xuống D2 tạo nên dương. Như vậy đây là ngoại tâm thu từ đáy thấp. Tiếp, các bạn sẽ coi sóng B này có gì lạ không? B này có gì lạ? Hai đỉnh đó, đỉnh trước cao, đỉnh sau lùn, hai đỉnh. Và hai đỉnh này cách nhau hơn một ô nhỏ. Như vậy đây là block nội nhĩ, tức là nhĩ phải và nhĩ trái cách nhau xa hai cái đỉnh này hơn một ô nhỏ. Chẩn đoán của mình là block nội nhĩ. Hôm nay là mình quen với cái block nhĩ thất rồi, còn bây giờ block từ nhĩ này sang nhĩ kia gọi là block nội nhĩ. Sang dẫn QS bình thường tới chỗ này có gì lạ? Cái sóng T của mình đây nó nè, T luôn luôn phải tù đầu. Bây giờ T nhọn đầu chứng tỏ là có B phải chồng vô đó, mà B phải đến sớm nằm ngay trên đỉnh sóng T. Như vậy đây là ngoại tâm thu nhĩ. Các bạn ghi chú chỗ này là B phải. Hồi nãy có nhắc, khi có ngoại tâm thu nhĩ thì bắt buộc phải phân tích dẫn truyền sau đó là không dẫn, dẫn bình thường hay dẫn lạc hướng. Và ở đây các bạn thấy là dẫn bình thường, hình ảnh QRS có bình thường không? Sau đó là vẫn y vậy, không có gì thay đổi thêm. Chẩn đoán thứ nhất, lóc nội nhĩ. Thứ hai là có ngoại tâm thu đáy thất dẫn truyền B ngược. Và cái thứ ba là có ngoại tâm thu nhĩ dẫn truyền xuống thất được không? Chúng ta sang điện. Cô nói cái lóc nội nhĩ giùm em nhé. Thường cái lóc nội nhĩ á, là mình sẽ phân biệt với lớn nhĩ trái. Các bạn nhớ lại tiêu chuẩn lớn nhĩ trái ha, thì là sóng B có hai đỉnh rộng hơn một ô nhỏ. Lóc nội nhĩ cũng vậy, cũng có hai đỉnh rộng hơn một ô nhỏ. Nhưng trong cái lớn nhĩ trái thì bản thân cái sóng B này nó cũng sẽ giãn rộng ra hơn 2.5. Còn trong lóc nội nhĩ các bạn thấy nó chưa giãn rộng hơn 2.5. Thì cái đó là cái cách để phân biệt lớn nhĩ trái và lóc nội nhĩ, do cái đỉnh đầu là của nhĩ phải, đỉnh sau khử cực nhĩ trái, thời gian dẫn truyền từ nhĩ này sang nhĩ kia bị lâu, do đó có hai đỉnh. Trong lớn nhĩ trái thì cái đỉnh sau của nhĩ trái là nó sẽ cao hơn, còn ở đây các bạn thấy do lóc nội nhĩ thành ra cái đỉnh, chứ nhĩ trái không có to, thành ra cái đỉnh sau của nó không có cao. Sang điện tâm đồ số 9. Cái bệnh lóc nội nhĩ nó có ý nghĩa bệnh lý gì không cô? Không em, thường là nó nói lên ở người cao tuổi có sơ hóa hệ dẫn truyền thì tiên lượng là có khả năng về sau sẽ bị block nhánh hay bà bị block nhĩ thất. Và trong block nội nhĩ này thì thường là ở những người có tăng huyết áp, tại vì sớm nhất, triệu chứng sớm nhất của tăng huyết áp là nó sẽ làm cho lớn nhĩ và sơ hóa ở các thứ cơ nhĩ. Cái điện tim số 9 nó hiện lên bên các em chưa? Bây giờ cái này đọc được có mấy chẩn đoán đây này nha. 5 chẩn đoán. Cũng một mình D2. Cái này mình sẽ sửa là 2 la mã, đây là D2 kéo dài.
thì các bạn có tới 5 chẩn đoán. Có cái nào dễ phát hiện trước, đọc trước đi. À, cái đọc trước của mình vô đây nè, tự nhiên mình thấy có một cái nhát dị dạng à, đến sớm, không có B dẫn trước mà lại là B đẩy đi sau, giống cái nãy. Như vậy đây là một cái ngoại tâm thu từ đái thất dẫn truyền ngược xuống, dẫn truyền ngược xuống đây. Rồi như vậy ngoại tâm thu thì nãy nói rồi, mình phải phân biệt gì nữa? Cái nhất, có chỉ điểm thiếu máu cơ tim hay không, bằng cách là coi cái nhát bình thường sao nó có thay đổi sóng tê không? Không. Rồi có chỉ điểm nhồi máu cơ tim không? Bản thân cái nhát ngoại tâm thu này không có cư hoại tử. Có chỉ điểm suy nút xoang không? Có quãng ngưng dài sau ngoại tâm thu không? Cái này coi chừng có nha. Các bạn sẽ xem thời gian từ cái nhát này tới nhát này nhiêu. 300, 150, 175, 60, 55, còn 43 lần 1 phút. Thì coi chừng ở đây là có quãng ngưng dài sau ngoại tâm thu. Theo dõi là có hội chứng suy nút xoang. Ngưng xoang tức là ngưng xoang lâu quá. Rồi một cái chẩn đoán nữa, bây giờ ngó sóng B coi có gì lạ. B này các bạn lưu ý nha, hai đỉnh á, đỉnh trước cao, đỉnh sau thấp. Hồi nãy mình nói lại gì? Lóc nội nhĩ. Tới B này sao? Nó ốm lại rồi, đỉnh sau cao lên. B này sao? Hai đỉnh bằng nhau. Cái này đỉnh trước cao, cái này đỉnh sau cao, cái này hai đỉnh bằng nhau. Rồi cái này thì một đỉnh thôi, cái này của ngoại tâm thu không nói. Như vậy thì có hơn hai sóng B, chứng tỏ đây là nhịp từ nhĩ và nhịp nhĩ lang thang. Nhịp nhĩ nếu mà nhanh hơn trăm lần phút mình gọi là nhanh nhĩ, nếu mà dưới trăm lần phút thì mình gọi là nhịp nhĩ lang thang. Nên nhiều chuyện gì đó phải chịu khó để quen, làm quen với cái tên. Như vậy là hơn hai hình ảnh sóng B, chứng tỏ là không phải từ xoang mà là từ nhĩ. Và với những hình ảnh sóng B thay đổi như vậy với tần số dưới 100, do đó mình sẽ gọi là nhịp nhĩ lang thang. Rồi sau cái ngoại, sau đó các bạn sẽ tìm tiếp theo ngoại tâm thu. Ngoại tâm thu tới này vẫn là nhịp nhĩ, nhưng mà cái nhịp nhĩ này vô phúc bộ quét lạ quá. Có gì lạ không? Rất là nhanh, ngay sau chân sóng B vô phúc bộ quét liền. Các bạn thấy đây nè, sau chân sóng B phải có thời gian BR, phải có thời gian BR, phải có thời gian BR dẫn từ nhĩ xuống thấp. Còn đây vừa chân sóng B đã vô phúc bộ quét rồi. Như vậy đây không phải nhịp B này dẫn xuống đâu, không phải nhĩ này dẫn xuống thất, mà ở đây là nhịp thoát bộ nối. Tức là chờ lâu quá cái khoảng ngưng dài sao ngoại thu, chờ lâu quá xoang không phát, nhĩ cũng không phát, thành ra bộ nối nó phát. Mà nó phát là hơi muộn tí xíu, thành ra trùng với lúc mà vừa phát ở tầng nhĩ xong. Do đó khi thi là các bạn luôn luôn đọc sót cái này. Đây không phải là nhịp từ nhĩ này dẫn xuống dưới thất, mà đây là nhịp từ bộ nối nó phát ra, nó trùng cùng thời gian, gọi là coincident, cùng lúc với lại cái nhịp ở nhĩ này. Thì đây là nhịp thoát bộ nối sau ngoại tâm thu. Chúng ta sang điểm tâm đồ số 10. Điện tâm đồ số 10 nhìn vô này có phải nhịp xoang không các em? Nhịp gì đây? Không thấy B nha. D2 mất B thay bằng sóng F lăng tăng. Rồi phước bộ QS đến nhanh chậm không đều. Như vậy đây là rung nhĩ. Bước thứ hai, rung nhĩ sóng nhuyễn hay là sóng thô? Sóng thô, tại vì biên độ dẫn sóng của nó hơn 1 ly. Bước thứ ba, đáp ứng thất không đều ha, thành ra mình loại đi được các lóc nhĩ thất độ 3. Như vậy rồi chẳng nói thứ nhất là rung nhĩ. Thứ hai, các bạn giải mã cái nhát dị dạng này là gì? Rộng hơn 14% giây. Tại vì khi có một cái phúc bộ dày, các bạn phải phân biệt đây là ngoại tâm thu thất hay là do dẫn truyền lạc hướng từ rung nhĩ xuống. Thì đây là hơn 14% giây. Như vậy đây là ngoại tâm thu thất. Một cái chẩn đoán tiếp theo của mình nữa là các bạn sẽ thấy ở V5, cái ở D1 đây nè, hình ảnh đây là gọi là hình ảnh chòm râu, trên xuống rồi trên lên, trên xuống lài trên lên dốc, trên xuống lài trên lên dốc. Thì đây là hình ảnh của thấm digital, thấm digital. Chúng ta tiếp
điện tâm đồ số 11 D1 kéo dài. D1 kéo dài. Ê, xác định nhịp gì ha? Phải nhịp xoang không à? Ở đây B. Dạ không phải. Kiểu... Phải xoang không? Dạ không ạ. À. Rồi, vậy là nhận định nhịp gì em? Nhịp thác bộ nói hả cô? À, em đúng cả hai. Ở đây vẫn là xoang. B dẫn xuống QST. B dẫn xuống QST, B dẫn xuống VST. Chỗ này vẫn là xoang, nhưng mà là xoang chậm. 300, 150, 175, 60, 55, 43. Như vậy đây là chậm xoang. Rồi, tới chỗ này đây nè, từ đây trở đi. Tự nhiên các bạn thấy đây còn có B dẫn mà ở đây không còn B. Đây mất B, đây mất B. Như vậy đây là nhịp thoát bộ nối. Và các bạn đo thì thấy nè, cái nhịp thoát bộ nối này nè. Đó. Đây là nhịp thoát bộ nối, thế là chờ hoài xoang không phát. Do đó thường khi thi mình sẽ sót. Chỗ này mình thấy có B, chỗ B hết. Mình ngó đoạn đầu có B hết, thế là mình phán chậm xoang. Các bạn quên ngó hết những cái đoạn còn lại. Do đó các bạn sót là sót cái nhịp thoát bộ nối. Rồi ngoài ra, cái nhịp này là nhịp gì? Giờ xác định nhịp này nhịp gì? Tại vì cái sóng T này có gì lạ? Các bạn thấy có T lạ không? T luôn luôn là nhỏ ở tù đầu. Ở trên này là T tù, T đù không à? Tự nhiên đây là T nhỏ. Và T nhỏ dị dạng, thế là có B phẩy nằm chồng vô đó. Như vậy đây chắc là có nhịp từ xoang dẫn xuống. Và nó dẫn xuống QS bình thường. Như vậy chỗ này người ta gọi là capture beat, nhát bắt. Tức là chỗ này nút xoang phát được nhịp, bắt thất co bóp lại theo sự lãnh đạo của nó. Người ta gọi là nhát bắt, capture beat. Do đó thì nên cái điện tâm đồ này, cái sót thứ nhất của các em là tụi em sót không nhận ra được cái nhịp bộ nối thoát. Cái sót thứ hai, chỗ này các em lại đọc là ngoại tâm thu nhĩ, nhưng thật ra nó là nhát bắt. Chúng ta sao em? Chưa nghe rõ. Dạ. Ủa, vì sao phân biệt được cái ngoại tâm thu với cái kép xe biết đó cô? Tâm thu nhỉ? Em vẫn đề chẩn đoán phân biệt được mà. Vẫn đề chẩn đoán phân biệt được. Rồi, dạ cảm ơn cô. Điện tâm đồ 12. Bây giờ cũng kéo dài đấy nha. Và ở dưới này là người ta cắt ra phóng to lên để cho mình dễ nhận diện. Giờ chủ nhiệm. Ngồi đọc đây có xin đó cô. À, đây là một cái hơi quá đáng. Thấm digitan. Thấm digitan thôi, các bạn sẽ thấy đây là ST lẫm chén, tức là nhánh xuống đi liền với lại cái nhánh lên xâm tê. Nó không có G, không khớp gì hết, là thấm digitan. Chưa phải là ngộ độc. Tại vì nếu thấm digitan là vẫn còn chỉ định dùng. Còn nếu là ngộ độc tức là chỉ định phải ngưng và phải giải độc. Thì thấm digitan là một. Còn chẳng đến gì khác. Các bạn thấy đây là chữ nào AVL. Các bạn thấy có cái gai nhỏ xíu đây nè. Q nhỏ xíu, nếu ở D1 AVL thì đối xứng sơ gương là R nhỏ xíu ở D2, D3 AVF của block phân nhánh trái phía trên. Đó, đây là để các bạn rút kinh nghiệm ha. Ở AVL và D1 mà có R, có Q nhỏ xíu là coi chừng có R nhỏ xíu D2, D3 AVF của block phân nhánh trái trước trên. Rồi chủ nhịp ở đây, nãy giờ chưa nói chủ nhịp nha, có phải nhịp xoang không? Các bạn đâu thấy sóng B nữa, mà thay bằng cái sóng F lăn tăn và QS nè, cái nhỏ, cái cao, rồi cái rất xa, cái rất gần. Như vậy đây là rung nhĩ, sóng nhuyễn, và thường đó là đi góc xin nó sẽ làm sóng to thành sóng nhuyễn được á. Chẳng nói thứ nhất thấm digital, thứ hai là rung nhĩ sóng nhuyễn, và thứ ba là theo dõi block phân nhánh trái trước trên. Ồ, cái số 13 nó đâu mất rồi.
ca này á là các em sẽ đọc là đủ cái bệnh lý hết trơn á, đều là nhận diện ra là bệnh gì nữa. Đó em nào đọc dùm thôi. Chẩn đoán của các em. Này có tăng kali máu cô. Tăng kali máu. Một, nghĩ tới tăng kali máu. Các bạn nghĩ tới tăng kali máu là tại vì T cao nhọn. À, đây là T cao, T nhọn. Rồi, còn chẩn đoán gì khác? Nhưng mà tiêu chuẩn gọi là T cao khi mà nó hơn 2/3 R ở V5 hoặc là hơn 1/2 R V6. Do đó đây chưa đủ tiêu chuẩn. Hoặc là cái thứ hai trong tăng kali máu là thường là T cân. Ở đây là các bạn thấy T không cân, lên lại xuống dốc. Rồi, còn chẩn đoán gì khác. Vậy là bị loại rồi. Giờ tìm viêm màng ngoài tim. Có theo dõi viêm màng ngoài tim không cô? Rồi, viêm màng ngoài tim. Là tại vì các bạn thấy ST trên lên D1, D2. Rồi trên lên. Nhưng trong viêm màng ngoài tim thì không có đối xứng soi gương. Còn đây các bạn thấy V3 trên xuống, V1 trên xuống. Như vậy thì loại luôn viêm màng ngoài tim. Ha, trong viêm màng ngoài tim là phải trên lên tỏa. Chẳng đánh gì khác. Nhồi máu cơ tim. Rồi, nhồi máu cơ tim là tại vì các bạn thấy SC trên lên ở D2. Nhưng mà nó không có đối xứng soi gương. Tại vì nếu trên lên D2 thì D1 và AVL phải trên xuống, không có đối xứng soi gương. Mà nếu trên lên xuống từ V2 đến V6 vậy thì phải có trên xuống V1, cũng không có đối xứng soi gương. Như vậy thì cũng loại luôn nhồi máu cơ tim. Và các bạn đã rất giỏi khi đưa ra ba chẩn đoán đó. Để tôi nhấn mạnh trong cái điện tâm đồ này, đây là chỉ là cái hồi cực sớm và thường bị chẩn đoán nhầm với cái ba chẩn đoán vừa rồi. À, hồi cực sớm mình sẽ loại nhồi máu cơ tim là không có đối xứng soi gương, loại cái viêm màng ngoài tim là không có trên lan tỏa, và loại cái tăng kali máu là tại vì chưa đủ tiêu chuẩn để gọi là T cao và T cân. Như vậy thì các hồi cực sớm này á, nó chiếm 1-2% thường là ở nam và trẻ. Cái thứ hai thường kèm theo cái tần số tim chậm. Tiếc là ở đây nó đo có một phức bộ không, thành ra mình không xác định được tần số tim là bao nhiêu. Và cái thứ ba là ST trên lên á, ở nhiễm chủng đạo trước ngực không quá 5 ly. Các bạn thấy trên lên nhưng mà so với đường đẳng điện nè, so với đường đẳng điện đều là trên không quá 5 ly. Thì đó là những cái yếu tố để mà mình chẩn đoán, phân biệt và loại trừ với các bệnh lý đã liệt kê. Như vậy thì các loạt bài thực hành tổng hợp của cô đến đây là chấm hết. Các em lưu ý đưa cái hình này lên để cho bớt căng thẳng chút xíu sau mấy chục cái điện tim mệt mỏi quá. Các em lưu ý đó là tùy, tại vì 7 tây tháng 7 là bắt đầu vô đi thực tập ở cái